Các vị có nghe không? Dạ rồi, cầu nguyện tôi chỉ có còn có nước cầu nguyện thôi, chỉ còn cầu nguyện thôi chứ còn không biết làm sao. Tôi nói cho nhanh nha, tôi nói cho nhanh, cho nên sáng nay phải nói thêm là sáng nay tôi không có giảng râu ria gì hết, tôi chỉ lo tôi chú thích chữ khó rồi sau đó bà con đọc lại thôi, chứ còn không có giảng gì hết. Thời gian mình không có, nó cứ hư hoài cái này cũng nản quá. Thì cái vị trời này, có một vị trời hiện xuống nói với Đức Phật thế này: ngài cái gì ngài cũng không có hết, ngài cái gì ngài cũng không có, ngài không cái này nếu mà tôi dịch lại thì ngài không có, ngài không có âm trăm cũng được, ngài không có âm trăm, ngài không có tổ ấm, ngài không có người nói giỏi, ngài không có hệ Phật. Thì Đức Phật ngài xác nhận đúng, ta không có âm trăm, ta không có tổ ấm, ta không có duyên văn, ta không có hệ Phật. Thì lúc đó cái vị đó mới hỏi ngược lại này: con nói tổ tiên nó tượng trưng cho người vợ nghe, còn cái sự nói, cái sự tiếp nối, cái sự tiếp nối ở đây nó có nghĩa là con mà tha mái đấy, cái hệ Phật. Thì ở trong chú giải mới giải thích á, sở dĩ gọi bà mẹ đó là cái túp lều nhé, là bởi vì ngụ ý rằng là cái mỗi người, mỗi con người trước khi đi vào đời thì cái trạm đầu tiên của mình ấy chính là bà mẹ, cái trạm đầu tiên mà mình có mặt để mà từ đó mình đi vào đời đó, đó là cái đầu thai của người mẹ. Thì cái bầu thai đó, đó được được tạm ví dụ, được tạm ẩn dụ, được ẩn dụ là cái túp lều. Rồi còn nói tổ ai, cái tổ chim mới là vợ, là bởi vì sao? Là bởi vì cái tổ chim là cái mà có được sau khi con chim nó lớn lên, sau khi con chim nó lớn lên nó có đủ lông đủ cánh, nó có thể tự bay nhảy, nó tự đi kiếm ăn được, tự có thể sinh sống được, thì nó mới ra sức nó làm cái tổ. Ban ngày thì nó đi kiếm ăn ở đâu đó, là tối nó về. Thì người vợ cũng vậy, người đàn ông nó sau khi có gia đình rồi thì ngoài xong rồi sau đó thì sau cái những cái giờ phút mà bôn ba bên ngoài thì trở về đã có người vợ chờ ở nhà, nó giống như con chim mà sau một ngày mà đi kiếm ăn chỗ này chỗ kia thì tối trở về cũng có được một cái chỗ để mình ở qua đêm. Thì trường hợp đó cái chính cái chuyện như vậy đó nó mới dẫn tới cái ví dụ là người vợ là cái tổ chim, còn người con là sự nói giỏi, là bởi vì hôm qua chúng tôi có nói với quý vị rồi, con cái nó là cái hình ảnh trung thực của mình, nó là cái phản ảnh của mình, nó là cái phản ảnh, ảnh ở đây có nghĩa là hình bóng, còn phản thì ngược lại là cái bóng dội trên 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 vách hay là bóng dội trong gương ha. Thì con cái nó là cái phản ảnh của mình mà nó cũng là cái hình ảnh của mình, nó là cái bóng dáng của mình, nó là cái phiên bản của mình. Cho nên đối với rất là nhiều người có thể có mẹ, một vị La Hán trước khi mà chứng La Hán cũng có thể có vợ, một vị La Hán trước khi chứng đạo cũng có thể có con, nhưng mà sau khi mà chứng quả La Hán rồi đó thì nhìn lại ba cái người này nè bằng một cái tâm trạng rất là khách sáo, xem đó là ba cái chúng sinh như bao nhiêu chúng sinh khác, mặc dù mình cũng phải về mặt đạo đức xã hội thì mình cũng phải có trách nhiệm. Một vị A-la-hán thấy bà mẹ đang khổ thì ngài cũng phải làm cái gì đó để giúp mẹ. Nhìn lại cái người vợ cũ thì trong cái điều kiện mà đẹp nhất thì ngài cũng có thể giúp, nhưng mà giúp trong một cái chừng mực nào đó, nhưng mà giúp bao nhiêu người khác vậy, con này cũng vậy. Cho nên trong kinh có một cái câu chuyện dài mà tôi chỉ kể ngắn thôi, là có một vị La Hán mình đi, một vị La một vị tỳ kheo chứng La Hán, khi được bạn bè hỏi với người đi tu nguyện này có nhớ con không, thì vị này nó nhớ chứ, như con của mình làm sao mình không nhớ. Nhưng mà một thời gian sau khi mà vị này chứng quả La Hán rồi thì anh em huynh đệ hỏi ngài, thì ngài mới trả lời đó khác là một chút, là cảm ơn, có người đề nghị tôi đi ra rồi trở vô coi nó có tốt hơn hay không. Alo, các vị có nghe không? Sẽ mất sạch rồi. Dạ rồi, cảm ơn. Đó. Có cái câu Thi Lâm gì đó, cái câu Thi Lâm này ở bên Canada.
Không biết có làm cái gì thì cũng có liên lạc, có hối lộ với tụi tôi thất ra đó. Ok, chỉ vậy thôi nha, cứ nhớ cái nội dung kinh như vậy. Có nghĩa là Đức Phật này xác nhận là đối với một vị La Hán đó, thì cũng trước khi đi xuất gia thì cũng có thể có cái này có cái kia, nhưng mà khi đi xuất gia rồi, ồ lạ lùng ha, khi đi xuất gia rồi thì có thể có, cũng có thể có những cái quan hệ cũ đó, nhưng mà có điều cái nhìn của ngài, cái nhìn của ngài về 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 về, về mọi sự nó khác đi. Vì sao? Là vì cái quan trọng là cái thứ tư, đó chính là, ok các vị chờ tôi xem một chút, chờ tôi một chút. Cái vấn đề quan trọng ở đây là cái sự dây ái mà nó không còn nữa thì ba cái kia nó cũng không không còn, ba cái kia nó cũng có đó, nhưng mà nó mang, nó không có còn cái tác dụng cũ, nó không còn cái cuốn hút cũ. Nhưng mà cái người này cũng lạ đó, chờ một chút, thử một lần nữa cho nó suốt đời này nó không còn khổ nữa. Để có người họ nói họ 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 họ, họ mua cho tôi cái nét xăm gì đấy, nhưng mà sao tôi cũng thấy mọi số thứ nó như cũ thôi. Rồi trong cái email người gửi cho tôi là kêu tôi vô trong cái chat room, nhưng mà tôi không biết cái chat room nó nằm ở đâu đây này, chứ tôi lâu lắm tôi đâu có lục ra cái này, không biết cái chat room nó nằm ở đâu. Nếu có ai mà đi chụp hình để gửi cho mình không, chứ tôi nhìn à đây chat room đây, có thấy cái chat room rồi, cái chat room nhưng mà không hề thấy, không hề thấy một cái gì hết. Tôi biết tôi phải làm gì với cái chat room của tôi đây, làm gì đây, vẫn như cũ. Ok lát họ tính, lát họ tính. Như vậy đó. Đúng rồi, kệ nó, lát tính, miễn là bà con nghe rõ cho buổi sáng nay là được rồi. Vẫn là áo cũ. Áo xưa dùng nhau cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau. Đại khái là áo xưa dùng nhau, áo xưa dùng nhau cũng xin bạc đầu. Thì cái vấn đề ở đây đó là cái tổ ấm, là tổ ấm là tình cảm vợ chồng, cái lều hay là cái chòi thì nó là chỉ cho bà mẹ, cái sự nói giỏi chỉ cho đứa con. Nhưng mà cả ba cái này nó không là vấn đề gì hết nếu mà một người không còn tham ái nữa nha. Thì dĩ nhiên những người ở trong room này nó cũng có, dĩ nhiên là nếu mà chúng ta là người cư sĩ thì chúng ta vẫn có một cái mái ấm gia đình ha. Nhưng mà cái bài kinh này giúp cho mình cái gì? Bài kinh này giúp cho mình một điều, một cái nhận thức rất là quan trọng, đó là đối với thiện pháp, đối với ác pháp, đối với ác pháp, làm ơn ghi giùm tôi cái câu này, đối với ác pháp nếu chưa có ly dị được có thể ly. Có nghĩa là nếu mình chưa có bỏ nó hẳn 100% đấy thì mình cũng đã chuẩn bị tâm lý. Có nghĩa là có những cái điều hay điều tốt trong đạo mà mình chưa có làm được, chẳng hạn như bây giờ đi xuất gia hay là đi dự một cái khóa thiền nhiều tháng ở bên Miến Điện, mà nếu mà mình vẫn chưa có dịp thì ít ra mình cũng chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị những cái điều kiện để mà mai này mình có thể làm được những điều đó. Cho nên đối với ác pháp nếu chưa ly dị được thì hãy ly thân, mà đối với thiện pháp chưa có kết hôn thì đến hôn trước. Đúng cái câu này, cái câu này đó là cái ý nghĩa của bài kinh này. Có nghĩa là nếu bây giờ mình vẫn còn có cái chòi, vẫn còn có cái am thì mình phải chịu thôi, phải lo cho cái am, cái chòi đó, cái lều đó. Còn nếu bây giờ mình vẫn còn vợ còn chồng còn con còn cái thì sao, thì mình vẫn phải có trách nhiệm. Tuy nhiên trong một cái sự chuẩn bị, có nghĩa là sao, có nghĩa là chưa có ly hôn được thì nên ly thân trước. Đấy, để gì, để nếu mà chưa có kết hôn như cái thiện pháp được thì nên đến hôn trước. Có nghĩa là nếu ngay bây giờ đó, ngay bây giờ mình chưa xuất gia được, chưa đi tu thiền được thì mình chuẩn bị cái đời sống tâm lý, thường thường nhớ, thường thường nhớ, thường thường tâm niệm rằng tôi sẽ làm chuyện đó, tôi sẽ làm chuyện đó. Thì cái vốn của tâm niệm mà thường trực như vậy đó thì cái chuyện mình mong muốn sẽ gần hơn. Quý vị không tin chuyện đó nhưng tôi tin chuyện đó 1000%. Và giả dụ như nếu mà cơ duyên không đủ, các vị chết đi trong hình thức của người cư sĩ, nếu cơ duyên không đủ mà đến chết rồi vẫn chưa giữ được một cái khóa thiện nào hết thì ít ra mình cũng ra đi trong cái tâm trạng của một người đã xuất gia tâm lý, đã tu thiền tâm lý,
Đấy, nó quan trọng là chỗ đó. Bởi vì cái xuất gia tâm lý và cái tu thiền tâm lý nó còn quý hơn cái trường hợp là mình chỉ xuất gia hành thức và chỉ tu thiền hành thức. Cho nên đừng có lấy làm buồn khi nghĩ rằng tôi vẫn còn phải lo cho gia đình, tôi vẫn chưa có dịp để tôi dự những khóa thiền vài ba tháng nha. Cái chuyện đó thì dĩ nhiên liệu thì tốt, nhưng mà tối thiểu là mình cũng được có cái xuất gia tâm lý và được cái tu thiền tâm lý. Đấy, thì trong trường hợp đó đó, trong trường hợp đó đó thì mình đã đi được một bước rất là dài, rất là xa, rất là đẹp ở trong cái Phật pháp rồi. Cái nội dung này kinh là như vậy đó. Bây giờ tiếp theo một cái bài kinh mà tôi cho rằng ly cũng ly kỳ đấy, ly kỳ đó là bài kinh Samaththi. Đấy, bài kinh Samaththi tôi chỉ giảng chỗ khó thôi, với tôi cũng đang rất rất là hồi hộp, không biết là mình bị mất, mình bị rớt mất chỗ nào, cho nên tôi chỉ giảng chỗ khó thôi. Ngày Samaththi, ngày làm ơn cho tôi xin một để ngày Samaththi theo trong chú giải đó, ngày đẹp lắm, ngày đẹp người lắm, ngày rất là đẹp người. Cho nên vào một buổi sáng sớm gần cái chỗ ở của ngài nó có một cái suối nước nóng, nó gần chỗ ở ngài có một suối nước nóng này, thì cứ sáng sáng vậy đó thì ngài đi đến đó, ngài tắm xong rồi đó thì ngài mới là đi bát. Thì cái chuyện nó diễn ra thường ngày như vậy đấy. Thì một hôm đó, có một cái cô tiên, trong đây kia là Devata thôi, trong đây kia là một vị thiên thôi, chứ thật ra nó là thực ra đây là một cái cô tiên nữ, mà địa cư thiên nha, hưởng ông khất thực, nay khất thực không hưởng, hãy hưởng rồi khất thực, chớ uổng phí thời gian. Thì ở trong chú giải đó, cái chỗ này có giải thích như thế này, cái chữ hưởng ở đây đó là có nghĩa là hưởng thọ năm dục, có nghĩa là sống đời cư sĩ nha. Nói vậy đó, cái cô này có nói vậy đó, cô nói đó tại tại sao ông buông bỏ cái đời sống dục lạc, cái là không hưởng ông khất thực. Cái chữ không hưởng ở đây đó, không hưởng thì nó bằng là không chịu sống đời cư sĩ, còn cái chữ khất thực ở đây đó nó có nghĩa là sống đời xuất gia. Ở đây phải hiểu như vậy đó, tại sao mà ông sống cư sĩ. Đấy, rồi câu thứ ba, thôi thì bây giờ ông quay về đời đi, ông quay về đời ông sống hưởng thụ đi, rồi bây giờ ông đi tu sao, chứ không thì nó uổng phí thời gian lắm đó. Bốn cái đầu nó nghĩa như vậy. Thì cái ngày sau cái này mà không đọc chú giải mà tôi hiểu thì chết liền. Thời ông ta không biết, cái chữ thời ông ta không biết ở đây đó, cái chữ thời tiếng tôi đây là cà lát, chúng ta để chữ cà lát, nhưng mà trong chú giải để là marana, marana cà lát. Chú thích thêm cà lát đây là cái gì, là cái thời điểm từ trần. Cái chữ cà lát đây đó, chứ mình chứ nếu mà trong thơ bản chính tạng á, mình để chữ thời không thì mình không hiểu là cái gì. Thì trong chú giải mới nói chữ cà lát đây phải hiểu thêm nữa là marana cà lát, tức là điểm từ trần. Nghĩa là khi mà cái vị ở đây rõ ràng cái người dịch tôi nghi ngờ là phải ngài Minh Châu, hoặc là nếu mà ngài Minh Châu thì lúc này là ngài không đọc chú giải ở đây, không kêu ăn ông được, mà thời của nàng hoặc thời của cô nghe. Tức là cái chuyện chừng nào cô chết thì tôi không biết, cái này tôi dịch lại nè, chừng nào khi nào nghe, cô chết thì ta không biết nghe. Lúc nào ơi, lúc nào ta qua đời thì ta cũng không biết đó. Cái lúc nào cô chết đó thì ta không biết, mà khi nào ta chết thì ta cũng không biết. Đó là lý do tại sao mà ta không có sống đời cư sĩ, nhưng mà ta lại sống đời tỷ kheo, tôi sống đời một vị xuất gia nha. Chính vì vậy đó thì ta chỉ có làm như vậy đó thì ta không có hoang phí, không có hoang phí, không có upachaga là để cho nó trôi qua đi, upachaga, upachaga là để cho nó trôi đi, để cho nó hoang phí, để cho nó trôi qua đó, nó như vậy đó. Không biết
mà lúc nào mà ta chết ta sống được bao lâu rồi ta cũng không biết. Trong khi cái trong cái câu văn Bali mà dịch sát thì ngài ở cái chỗ này họ dịch đúng nè, họ dịch đúng, nhưng mà nó chính vì dịch đúng mà lại cộng với cái sự gò bó của cái thể văn kệ. Tôi nhắc lại, chính vì dịch sát dịch đúng văn kệ cho nên nó là nó đã mù mịt rồi mà nó càng mù mịt thêm. Đấy, thời ông ta không biết mà thời ta ảnh không hiện, không hưởng ta thất thực, không uổng thời gian ta. Có nghĩa là nếu mình nói về nói cho tôi chú giải thôi, dịch như vậy: khi nào cô chết thì ta không biết, mà khi nào ta chết ta cũng không biết. Đó là lý do tại sao mà ta không sống, cứ chạy, cứ lìa bỏ cái bây giờ mà để cứ đi theo đuổi những cái phù phiếm. Bà nói cũng có lý, lìa bỏ cái bây giờ, cái hiện tại là sao, là trước mắt là ngày trẻ đẹp nè, ngày khỏe mạnh nè, cái nhựa sống nó căng tràn nè, cái đó là cái hiện tại, cái trước mắt đó. Mà ngài lại bận tâm chi ba cái chuyện chết, cái chuyện thật ra nói vậy thôi chính mình có thấy đâu. À, cái chuyện mà nói cũng có lý, mà nói là chạy ra những cái, tức là cái chuyện đó là cái chuyện kali cá. Đây là dịch sát, ngày dịch đó là thời gian chi phối. Cái chuyện kali cá đây là cái sự phù phiếm, hiểu là sự phù phiếm, tức là cái chuyện trước mắt là ngày khỏe, ngày căng tràn, mà ngày lừa bỏ nó để ngày hướng tới một cái chuyện xa vời, cái chuyện phù phiếm. Đấy, những cái buồn vui thiện ác nó đang diễn ra trong từng phút. Ngài hiểu cái sống hiện tại có nghĩa là tận hưởng những điều kiện rất đổi thế tục theo cách hiểu thường tình của thế gian. Đấy, tức là mình thấy rõ ràng một người có đạo và một người không có đạo đó, là mình đã thấy cái nhận thức về đời sống nó khác nhau xa lắc. Có người thì nói đời sống ngắn quá không hưởng thì ổn, có người nói đời sống ngắn quá thì thời gian đâu mà hưởng. Đại khái như vậy. Một bên thì nói là nó ngắn quá thì tại sao không hưởng, họ cũng có cái lý của họ, cái đó là ma nói. Nhưng mà nói theo lời Phật ấy, thì đời sống ngắn quá, thời gian đâu mà hưởng, ta không có nhiều thời gian để mà ta ngồi ta hưởng. Phải nói một chuyện là cái tuổi của tôi bây giờ đó thì gần 50 rồi, thì không biết đó là già hay là trẻ. Nhưng có một chuyện mà tôi biết ngại, cái ngại đó thì nhiều người họ nghe đó, họ nói khi nào tới hẳn hay sư tu mà sư có được đâu sư sợ. Nghe cách nói họ này rất là cao siêu, có nghĩa là sư có được đâu, người nào tới hẳn hay. Tôi sợ nhất là ở gần những người như vậy, họ tưởng cái suy nghĩ của họ đó là nhẹ, còn nặng nữa mình phát hiện toàn thân mình bây giờ nó chỉ còn có cái đầu mình suy nghĩ được thôi, miệng nó không được, còn ở dưới thì coi như là nó không nghe mình nữa, tay chân gì đó là coi như là phần của nó mắc mớ gì cái phần của mình hết. Và làm ơn nhớ dùng cái chuyện này nha, cái chuyện này quý vị không thể ngồi làm thơ được đâu nha, cái chuyện này không thể ngồi làm thơ mà nghĩ về nó đâu. Đó là vợ mình, chồng mình, con mình, anh em mình, lúc mình còn ok thì họ cư xử khác, nhớ nha, lúc mình còn ok họ cư xử khác. Nhưng mà một ngày nào mà mình tiêu tiểu tại chỗ nha, không còn làm ra tiền nữa nha, không còn nói năng được nữa, những quan hệ xã hội coi như trở nên vô dụng, vô ích, vô hiệu quả nha, lúc đó mình trở thành cái cục nợ, cái của nợ, là cái gánh nặng của người ta đó ha. Đừng có trách người ta trở mặt nha. Còn cái kẻ nào mà ăn nói mà thánh nhân đó, từ sáng là chịu, ví dụ như là sư người nào tới hẳn hay, bây giờ nghe sư nói buồn quá ví dụ như vậy, thì tôi nghe tôi biết đây là một đứa con nít sống lâu thôi, chỉ là một đứa của tôi với người mà nói như vậy đó, thì chỉ là một đứa con nít sống lâu thôi. Hoặc là họ đã được bản thân họ nó tánh ỷ lại, hoặc họ được giáo dục trong một cái môi trường ỷ lại, tôi nói thẳng như vậy. Chứ còn mình sống không thể nào mà mình không chuẩn bị tâm lý cho một cái ngày xấu nhất được. Thưa quý vị, tôi đã từng đi tụng kinh cho những cái người mà nằm liệm giường, tôi biết con cháu đó hả, nó để cho hôi rình, mấy sư tế đó thì con họ có dọn chút đỉnh, nhưng mà với cái mùi phản phất duyên sót mà tôi nghe được, thì tôi cảm nhận được rằng cái người này chắc là đã từ lâu rồi họ sống hôi thối dữ lắm. Hôm nay đó thì có quý sư với thầy tế đó thì họ có xịt dầu thơm chút đỉnh thôi. Đây, chỉ còn mình nhìn mình biết, nằm lâu quá nó lỡ, mình biết không, nằm lâu quá mình con cháu nó họ không có trở người mình đó, họ không có trở mình đó, họ chỉ lo trở mặt thôi, họ chỉ lo sống trở mặt với mình chứ họ không có lo trở mình cho mình nha. Cái đó nhớ, này nó lo trở mặt chứ không lo trở mình, thì ngồi lo nằm lâu nó bị lỡ ra, nó lỡ ra bắt đầu nó thối nha, bắt đầu nó hôi, mà nó càng thối càng hôi thì nó càng ngứa, nó càng bực mình, rồi nó càng tủi thân, mà nó càng hôi càng thối thì sao, thì mình càng bực dọc.
À, rồi thì càng người ta càng có cớ để người ta xa lánh mình nha, biết khát nước mà không biết kêu ai nha, nhớ nha, khát nước mà không biết kêu ai. Nhà cao cửa rộng, xe hơi, nhà băng, cái gì cũng có hết, mà chết khát không ai biết hết. Nửa đêm nó đang kêu và nó chửi nha, nửa đêm mình biết mình đã đi cầu rồi, đã đi ra một một đống ở dưới rồi, mà kêu nó chửi, nó đang ngủ mà, nó đang coi phim, nó đang chat, nó đang online, nó đang Facebook nha, nó đang vô Tô Thất hay nghe Pháp nha, cho nên là nó đâu có quản, nó lo cho mình đấy. Cho nên phải ngày mình sẽ mất tiếng này, có nhớ mấy cái chỗ đó đó, cho nên mình nói là khi nó chết thì tôi cũng không biết. Đó là lý do tại sao mà tôi không có sống được cư sĩ mà tôi có đi xuất gia. Xong rồi bả không chịu, nó còn bầu thêm, nó nói trời đất ơi, sao mà ngày bỏ hiện tại mà ngày đi theo mấy cái phù phiếm. Thì cảm nói không, sống như tôi mà, nó là không phù phiếm. Tôi nghĩ mình sống được hiện tại, và thế tôi nói rồi, các dục là vui ít khổ nhiều. Này, vui ít khổ nhiều. Vui ít khổ nhiều. Thì bà mới hỏi thêm, nó hỏi gì chứ, ngài nói như vậy là sao, ngài nói là ngài sống ở hiện tại nè, ngài lìa bỏ cái phù phiếm nè, ngài nói các dụng đồ vô ích khổ nhiều nè, ngài có thể nói cho con nghe một cách vắn tắt là tại sao ngài nói như vậy hay không. Thì ngài sẽ mất thiết, ngài mới nói rằng là tôi mới tu, tôi nghe sao tôi lập lại y chang vậy đó đấy, tôi mới tu, tôi nghe sao tôi lập lại y chang vậy đó. Còn tôi muốn hiểu nữa, hiểu sâu, hiểu rộng, hiểu xa hơn, hiểu cao hơn, thì cô đến gặp Thế Tôn đi. Thì cô này cũng nói thế này, cô nói chung quanh Thế Tôn lúc nào nhé, các vị có nghe tôi nghe tôi giảng không? Có nhiều khi các vị nghe tôi nhắc những điều mà không có trong chính kinh là bởi vì tôi liếc mắt bên chú giải nha, chứ không phải, chứ không phải là tự tôi ngồi tôi chơi fantasy, tôi ôm cái guitar để chơi fantasy, không phải, mà tôi ngó một lúc hai bên cái thì ngài nói như vậy đấy, ngài nói đến hỏi thế trời ngon lành bảnh bao con cơm cho nên con nhà nó, mà trong chú giải nó rõ luôn, con mang cái thân nữ này nè, con tới đó không có tiền này, con tới đó không có tiền. Thì ngài nói đó, nếu như vậy đó thì cô đi chung với tôi nè, cô đi chung với tôi. Mà trong chú giải thì cái chỗ này thì hình như không có nói tới, chỉ nói là này tỷ kheo, không dễ gì chúng tôi được gặp được Thế Tôn ấy, một bậc được chư thiên khác các đại quy lực quanh vây đi theo ngài mà đi chung. Thì đi đi đến nơi rồi đó, được gặp Đức Thế Tôn rồi, đảnh lễ Thế Tôn xong rồi, thì ngài sắp thí một mấy kẻ là câu chuyện nãy giờ, cuộc đối thoại giữa hai người. Rồi ngài nói rằng hồi nãy đó con có nói cổ đi theo con, mà mới giờ cổ đi đâu rồi. Thì lúc bây giờ cổ mới lên tiếng, cổ nói thôi ngài ngài cứ hỏi Thế Tôn đi. Con đã tới đây rồi, con đi theo ngài mà ngài không thấy thôi. Có nghĩa là khi hồi nãy có nói chuyện với ngài thì cũng hiện nguyên cái hình như ngài thấy, còn nãy giờ có đi theo thì có ẩn thân, có ẩn thân thì có tàn hình ấy, của ngài mới thấy. Tôi nhắc lại trung tâm bà con, có những ai mà không quan tâm đến vấn đề siêu hình, những vấn đề mà nó mang cái tính cách khó tin thì làm ơn cái chuyện nó bỏ qua một bên nha. Bản thân tôi cũng vậy, có một dịp nữa hay là tôi nói luôn bây giờ cũng được, đó là bản thân tôi nếu mà không phải là người ở gần tôi đó, không nghe tôi nói chuyện thường thì tưởng tôi là cắm đầu cắm cổ, tôi tin kinh điển, nhưng không có, tôi là thiên hạ vô địch nghi ngờ này, tôi không có tin là tùm lum tà la, tôi không có tin nha. Cho nên có rất là nhiều chuyện trong chú giải, tôi nghĩ rằng đây là tôi gọi là cái đó, cái hệ quả tất yếu, nói từ cái từ của tôi trong nước là hệ quả tất yếu của một cái sự giao thoa văn hóa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng thì là khi mà Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi thì các tự vị mà biên soạn một bối cảnh văn hóa nào đó, trong một cái điều kiện xã hội nào đó, thì dứt khoát nó phải đính kèm theo đó những cái sự vay mượn. Thí dụ như ngày hôm nay mà mình nghe hòa thượng, những vị mà hòa thượng mà hơi có cái chút tâm học á, thí dụ như hòa thượng Thiên Ân hay là hòa thượng Nhất Hạnh hay là ở trong nước thì mình thấy có hòa thượng Minh Châu chẳng hạn, thì khi mình đọc sách rồi mình nghe các vị nói chuyện đó thì mình thấy phản phất ở trong đó cái bóng dáng, cái hơi hướng này của thời đại rất là mạnh nét. Trong cái đó mình nghe những vị như hòa thượng Chiếu Quảng hay là hòa thượng Thanh Từ ấy, hòa thượng Từ Nhơn chẳng hạn, thì mình lại không thấy nhiều lắm những cái bóng dáng thời đại trong đó. Nhưng mà khi những vị có tâm học nhiều đó thì mình sẽ thấy rất là rõ, rất là rõ. Thì ở đây cũng vậy đó, đối với những vị mà biên soạn chú giải đó thì các vị là toàn là những nhân dân mà gọi là uyên bác, biên uyên bác học không, các vị sở hữu một cái học vấn thế tục rất là sâu rộng, chẳng hạn như
ở trong cái phần phần đầu của bộ Thông Định Đạo có nói về cái thân thế của ngài Bích Thư Phổ Xá, hoặc là ở trong Minh Tiên mà cái phần đầu nói về ngài Na Tiên, ngài Na Cassia đấy, hay là trong cái chú giải mà của cái bộ luận điểm ấy, bộ Cà Tao Quá Thú mà nói về ngài Móc Gân Li Bồ Tát Xác, để tôi viết cái tên đó ha, ngài Bồ Tát Cô Xác là một cái vị chú giải lừng danh hả. Rồi cái ngày thứ hai là ngày Na Cát Xê đấy, Na Cát Xê đấy đó, là mình tạm gọi là lên là mình tạm gọi thôi nha, là tác giả của cái bộ mà bộ Mi Tiên đấy. Đấy, được rồi. Tác giả nó tác giả không đúng, nhưng mà chính ngài là người trả lời đó, bộ Mi Tiên. Rồi cái vị thứ ba là Móc Gali Bút Tập Thiết Sát, là cái vị mà coi như là chủ trì kỳ cái tập thứ ba, mà đồng thời cũng là cái người mà gọi là chủ biên để sang định, chủ biên để sang định lại cái bộ Cà Tao Quá Thú, bộ thứ năm của Tạng A Tỳ Đàm. Thì cả ba vị này nó có một cái sở học thế tục và nó cực kỳ đáng nể đấy. Rồi chưa kể bên Bắc Tông thì có những cái vị như là ngài Vasubandhu, Vasubandhu thứ, rồi ngày Asanga, ngày Asanga ngày vụ trước, rồi ngày Asvakusa là ngày Mã Minh đấy, rồi ngày Sthiramati là ngày An Huệ đấy. Thì những cái vị này nè là những vị rất là uyên bác, hoặc là ngày Nagarjuna là ngày Long Thọ đó. À, về ngày Long Thọ thì ngài rất là cũng là những người rất là uyên bác, những người rất là uyên bác, cho nên khi mà họ biên soạn họ viết lách ấy, thì mình sẽ dễ dàng bắt gặp trong cái công trình, trong cái tác phẩm của họ những cái kiến thức vay mượn từ bên ngoài rất là nhiều nha. Thì cho nên mình tôi gọi đó là sự giao thoa văn hóa thôi. Đó là từ đó nó nảy sinh ra cái chuyện vay mượn qua lại chỉ đó bình thường. Rồi đó là lý do tại sao mà có rất là nhiều điểm trong chú giải tôi đọc thì tôi nghĩ rằng đây là sự vay mượn từ bên ngoài bỏ vô, chẳng hạn như trong Thanh Tịnh Đạo nha, biết bà con còn nghe không, trong Thanh Tịnh Đạo phần giải về chữ Phát-ca-va, chữ Phát-ca-va thì coi như là vay mượn nguyên vẹn, vay mượn là nguyên vẹn luôn, vay mượn nguyên vẹn từ cái bộ gọi là Yoga Sutra, Yoga Sutra của ai, của Patanjali đó. Là nếu mà quý vị mà coi như là có biết cái đó quý vị hết hồn thì cái phần mà giải về cái Phát Câu Hoa đó là họ lấy hẳn thì mình nói thẳng là ngài có cái cô sáng đi là ngài nhắc ngài lấy trọn vẹn, lấy ra cái là ngài copy mà ngài có tham khảo, cho nên đó là tôi không dĩ nhiên cái là cái nếu mà xét về thời điểm ra đời đó thì có trước có sau hai người phải không, nhưng mà chắc chắn là hai người người này có cùng tham khảo một nguồn chung, nghe kỹ nha, tôi không nói ai lấy của ai, nhưng mà tôi dám bảo đảm là hai người này có cùng tham khảo một cái nguồn chung, nói vậy để cho khỏi tranh cãi mạnh lắm nha, chắc chắn hai người có cùng tham khảo một cái nguồn chung, tôi không ai lấy của ai. Thì các vị tìm ở trong cái niên đại đó là cái hai người được ai trước ai sau nha, mà tôi nói như trang này, cho nên là hôm nay mình vào internet thì mình có thể tìm thấy cái bộ này mà tìm thấy cái bộ Yoga Sutra của Patanjali nhiều và nhiều lắm. Tôi quý vị có những cái câu chuyện mà tôi thấy rằng nó giống y chang như ngàn lẻ một đêm, y chang như ngàn lẻ một đêm, thì cái này bắt buộc quý vị phải tự đọc lấy nha, chứ còn cái gì cũng bắt xin nói đi xin nói đi đó là chỗ nào tôi làm sao tôi nhớ nó nhiều lắm, và chính vì cái trí nhớ của tôi nó không có được nhiều lắm, cho nên tôi chỉ giúp chúng mình tới cái bước đó thôi, là ngàn lẻ một đêm là y chang. Rồi chuyện của Việt Nam là ba cái chuyện mà coi như là Âu Cơ mà đẻ trăm trứng rồi là đại khái rồi 50 trứng theo cha xuống biển, 50 đứa theo mẹ lên rồi lên núi vân vân, thì cái chuyện nó y chang mà nó khác thì nó nhiều lắm. Rồi cái người mà sanh cùng một lúc cả 100 con, nghĩa lý gì trong kinh mình sanh một lúc là 500 kìa,
xong là một cái túi, một cái túi thịt giống như bọc điều, thì trong đó có 500 cái trứng, thì nó nở ra 500 đứa bé nha. Rồi với 500 đứa bé nó lớn lên thì nó thành ra là 500 vị độc giác đấy. Thì vân vân và vân vân nhiều lắm quý vị à. Cho nên tôi nói rõ là tôi không có phải là tôi bác, tôi không có dám, tôi lấy tư cách gì mà tôi bác, nhưng mà có một điều tôi có cái ngờ ngợ, tôi có cái ngờ ngợ là ở một trong một cái thời điểm nào đó, trong một cái điều kiện nhất định nào đó, thì có một cái sự vay mượn, một cái sự vay mượn giữa các cái nguồn thông tin, giữa các cái nguồn thông tin. Có thể là khi một người nguyên bác quá, thì khi họ họ thấy cái gì nó tựa tựa đó thì họ phan cho nó giống nhau luôn, cho nó gọn đấy. Thì cái chữ này là cái gì phải chịu thôi. Cho nên đừng có nghĩ rằng tôi nhắm mắt nhắm mũi tôi tin kinh điển. Mà cái ở điều ở đây mình học đạo là mình phải biết rạn đục khơi trong nha, có nghĩa là sao, có nghĩa là kế thừa có phê phán đấy, có nghĩa là cái gì mình thấy nó hay, cái gì nó cần thì mình giữ lại, còn cái gì thấy nó còn ngon để quan bên. Tôi có cái này tôi không tin chứ tôi không có nghi. Đấy, để đặc biệt như vậy tôi không ngồi nghi ngờ, tôi băn khoăn, tôi thao thức, trời ơi cái đó làm sao ta, không cần. Thấy cái gì tương ứng với kinh, tương đồng với lực thì ok ghi nhận, còn thấy cái gì ngộ ngộ thì đẩy vào một bên. Sẵn ở đây tôi nói luôn, có hai cách để chấm dứt hoài nghi, các vị có biết không? Có hai cách. Ơi có ai mà sao trong rung mà nó lạ nha, tôi nghĩ trong rung mà cũng dân ăn học không đó chứ, mà mắc cái tiếng gì đó mà vô rung chat thì được, nói dốc thì được, xạo thì được, mà cứ đánh tính đánh chữ đánh rất chậm, nó lạ. Tới gặp người ta nó đúng cái ào nó ra rồi. Có hai cách chấm dứt hoài nghi nhé, có hai cách chấm dứt hoài nghi. Viết giùm tôi đi, chứ cái máy này là tôi muốn luyện nó rồi, nó dởm quá rồi. Cái máy thì cái trật tự chữ, cái bàn phím nó theo cái kiểu của cái xứ thì cả răng găng tay kiểu. Rồi ok, một là đi tìm câu trả lời, hai là để nó sang một bên không nghĩ tới nữa. Có hai cách chấm dứt hoài nghi, chấm dứt nghi hoặc hoang mang đấy. Một là đi tìm câu trả lời, hai là để nó sang một bên đấy. Thì có nhiều cái thắc mắc á, tôi đi tìm câu trả lời đúng, nhưng mà có những cái thắc mắc mà tôi thấy nó không cần thiết, bởi vì đời mình nó ngắn quá đi này, mà cái gì mình cũng đi, đi đi tìm hết đó, thì nó phải nó thẳng ra nha. Tôi không dám nói là không đáng, tôi không dám nói kinh kinh điển là sao mà không đáng, nhưng mà cái nào mà tôi thấy mà nó tạm thời nó không có phải là cấp thiết, biết có bị biết cái gì cấp thiết không, cấp thiết nghĩa là cần thiết khẩn cấp, đó gọi là cấp thiết. Cái này cái gì nó không cấp thiết tôi để nó vào một bên, tôi không nghĩ cái nữa, thanh thản đấy. Thí dụ như bây giờ mà có hai cách, một là tôi đi vắng về mà tôi nhớ cái túi tiền mà tôi để nơi sẽ mất tiêu, cái đó là tôi đi tìm đó, cái đó tôi đi tìm nha. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai là tôi đi về mới chợt nhớ nó hỏng, tôi nhớ tôi để cái cây kim băng ở đây sao nay mất tiêu rồi hả, thì tôi cũng có cái thắc mắc đó chứ, nhưng mà vì nó không có đáng, ok tôi để nó qua một bên. Hoặc là nó, đó là một cuốn sách, tôi nhớ mà không, tôi đang đọc dễ dàng cái cuốn sách tôi để ở đây một số người thôi, nhà có một mình này à, rồi mình đi mình có nhà người quen tới lưu tế là chăm sóc giùm, mở điện tắt nước tắt lò như vậy thôi, mình mắc gì cuốn sách mình để ở đây, cuốn mà không biết họ không có đọc, cuốn mà họ đâu có là sách sở thích của họ, mà tại sao mình nó bị mất rồi. Thì ok thì chắc cũng mình chính mình chắc phải quên đâu đó rồi thôi, tôi không có bận tâm. Còn trường hợp không có túi tiền của tôi đó thì quan trọng mặt cho một tài khoản tôi để 80.000 đô la đây, sao hôm nay nó mất tiêu rồi đó, lúc đó tôi mới đi tìm ạ. Tôi không biết tiệm ra rồi kêu cảnh sát nữa này, tôi 80.000 lại ví dụ cho nha, chứ tôi không có một số tiền ghê gớm nữa đâu, tôi ví dụ thôi. Có nghĩa là cái túi 80.000 á thì mình mới đi tìm, chứ còn bây giờ có cuốn sách không được là cái gì, mình nói không mình lo chuyện khác. Ở đây cũng vậy, có hai cách chấm dứt hoài nghi, một là đi tìm câu trả lời cho nó, hai là để nó sang một bên. Ok rồi xong. Thì lúc bấy giờ trước mặt Thế Tôn, sau khi mà ngài Sa Mắt Thí ngài thưa lại với ngài toàn bộ cái cuộc đối thoại giữa ngài và cái cô tiên nữ xong, thì có cô tiên nữ có tới nơi rồi. Thì lúc trước mặt hai người đó, Đức Phật ngài mới tổng kết những gì mà cô tiên nữ nói và những gì ngài Sa Mắt Thí nói, và ngài biết là cô tiên nữ này đó cũng đang thắc mắc những điều mà ngài Sa Mắt Thí nói. Nhớ nha, ngài biết rõ những gì có đang thắc mắc, cho nên ngài mới đọc một bài kệ, ngài mới giải tỏa cái thắc mắc đó. Ở đây là ngài đọc để ngài giải tỏa chứ ngài không ngài giải đáp bằng cách là ngài nói một cái chuyện khác để cho cô hiểu. Nó có nhiều cách giải thích lắm quý vị, cái cách giải thích đó là mình nói thẳng
đúng, có nhiều cách trả lời lắm. Một là mình nói thẳng vấn đề, có nhiều trường hợp đó mình chỉ cần giải thích một chuyện khác thì tự nhiên họ hiểu hiểu thông cái này ngay nha, hiểu thông. Thí dụ như tôi đến nhà quý vị thăm, sau một thời gian sau tôi quay trở lại đó, ủa hôm trước tôi thấy quý vị có mấy cái giò lan đẹp lắm, sao bây giờ mất tiêu rồi? Thì có hai cách trả lời. Một là quý vị nói dạ đem cho người ta rồi, đó là một cách trả lời trực tiếp, dạ đem cho người ta rồi, đem cho ông Tèo và Tèo sinh năm 1900 mấy đó, nhà ở đâu, số mấy đường gì, số điện thoại, địa chỉ email, account trong Facebook bao nhiêu bao nhiêu. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, tôi hỏi mấy cái dòng là mấy cái giò lan đẹp quá là đâu rồi cô? Thì quý vị trả lời sau này nó cũng có bệnh đó, xem có tuổi rồi nó bệnh rồi, nó lu bu có thời gian, tuổi nhỏ nó đi hết rồi, cũng hai tuổi rồi. Coi như bây giờ ở trong nhà cái gì mà nó mất thời gian cũng nhà cũng già người ta hết à, chứ bây giờ cũng lo không nổi. Đó là cũng cách trả lời. Có nghĩa là quý vị cũng không nói rõ ràng là cái giò lan nó bây giờ nó ở đâu, đã cho ai, không cần đấy. Cái vị nói sai sai thôi, nó bây giờ có tuổi rồi mà thêm bệnh nữa, con gái đứa đi học đứa lập gia đình, bây giờ cái gì mà nó hơi tốn thời gian tốn sức thì nó là cũng giải quyết hết, ai lo được thì giao cho người ta rồi xong. Thì ở đây cũng vậy, ở đây Đức Thế Tôn là trả lời một cách gián tiếp thôi, nhưng mà người nhìn thẳng vào cái căn cơ của cô tiên nữ này, cho nên mình nghe qua lãm những chất quá vậy đó, nhưng mà không phải. Cái đó là cái cách mà người nhìn thẳng vào cái tâm tâm của cổ, khuynh hướng, cái sở trường của cổ này, cái căn cơ, cái trí huệ, cái túc duyên nhiều đời của cổ, còn biết rằng cái đối với nhân vật này thì nói như thế này chắc chắn có hiệu quả, mà thiệt chắc chắn có hiệu quả thiệt. Đấy, ngày trả lời thế này. Bây giờ tôi đọc cái lời của Minh Châu nha. Chúng sinh được hiểu biết những điều được nói lên và chấp trước thái độ trên những điều được nói. Nếu họ không liễu đi những điều được nói lên, họ đi đến tới buộc. Các vị tưởng tượng các vị đọc một cái bản tiếng Việt như vậy mà các vị hiểu được thì coi như là các vị thuộc về là thiên tài rồi đó nha. Ok, ở đây nó mình dựa cho chú giải vậy, nói cái gì vấn đề chú giải nó nói cái gì mà nó khổ cho tôi một chỗ, mà hãy mà tôi lo đọc chú giải thì cái mất cái bản tiếng Việt đấy. Cho nên rồi, cảm ơn rất là nhiều nha, cảm ơn rất là nhiều. Để tiếng Việt nó đi, để chậm vào, chậm nhìn cái bản Bali cho nó để ác thầy á sanh như nô. Trong đây ngày Minh Châu dịch là chúng sanh được hiểu biết những điều được nói lên. Đấy, bây giờ tôi xin nói rõ là tôi sẽ diễn dịch cái này bằng cách là y cứ bản chú giải và tôi trình bày bằng cái cách nói của tôi nha. Nó cho nó một cái là cái việc nhìn vô câu như không còn nữa, má nhìn không ra luôn nha. Tôi nhìn chú giải những cái commentary tôi nói rồi mà coi như là nó không, các vị nhìn vô là không còn cái gì hết. Bây giờ bắt đầu nghe tập nói đây. Bây giờ tôi diễn dịch cái bài kệ này thế này. Akhaya, Akhaya ở đây đó nó là cái gì, nó là gọi là khổ chỗ này được chứ. Cái ác khay giá ở đây nó là ngôn ngữ đấy, mà là cái gì nữa, nó là biểu tượng đấy. Cái thế giới mà chúng ta đang sống thưa quý vị là thế giới của ngôn ngữ, là thế giới của những biểu tượng đấy. Mình chỉ nhìn cái logo thôi mình chỉ biết, thì mình biết ngay rằng đây là chiếc xe Mercedes Mercedes. Mình chỉ cần nhìn cái logo thôi là mình biết đây là của Chanel, của Gucci, của Prada, của Bulgari, của LV. Mình nhìn cái logo mình biết đây là cái gì và cái gì. Và toàn bộ thế giới này của chúng ta, thiên hạ đều sống chìm sâu, ghim sâu, gắm chặt ở trong những thế giới, trong cái thế giới của những biểu tượng và của từ ngữ. Đấy, đây là đàn ông, đây là đàn bà, đẹp xấu, cao thấp, trắng đen, nghe mập ốm, vân vân và vân vân. Đấy là cái thế giới gọi là thế giới Akhaya, là thế giới của ngôn ngữ, thế giới của biểu tượng. Và nếu nói một chút chuyên môn nữa, đó là thế giới của tục đế, của chế định, của thi thiết, của biến kế sở chấp. Đấy, nhớ viết thì mấy chữ này, tục đế. Tục đế ta ly kêu là tân nhất tí nha. Tôi viết cái hai chữ tục đế. Ê, xin lỗi, cái đó là chế định, chế định là cái xăm muốn tiếng là tục đế.
cái Samothrace này nó là tục đế này nè, rồi cái Panhapti là chế định nè, rồi cái chữ mà Panhapti này nè nó còn được dịch là thi thiết, thi thiết hay là giả lập, có nghĩa là cũng cái mó, cũng cái trái đó nè, cũng cái trái đó, cũng có miếng cái cọng rau đó, cũng có cái cọng cải đó, nó bỏ dùng xíu muối xíu giấm xíu đường, nó gọi là dưa, cái miếng nghe kịp không, cũng có trái dưa leo đó. Bên bên Việt Nam tôi không biết, chứ bên đây là bên xứ bên Âu Mỹ, cái dưa leo nó để nó ngâm muối nó gọi là dưa, trái ớt nó để nó ngâm muối, trái ớt mà chưa có làm gì hết thì nó kêu là chili, nó để nó ngâm vô xong nó kêu là pickle, nó đem nó ngâm xong nó gọi là pickle, có đã không? Cũng cái trái ớt đó mà chưa có ngâm á nó kêu là chili, mà ngâm rồi nó kêu là pickle, có nghĩa là dưa ớt. Cũng cái miếng cái cọng cải đó trước khi ngâm nó kêu là cọng cải, ngâm rồi nó kêu là dưa cải, ok. Cũng người con gái đó thôi mà chưa lấy chồng thì gọi là thiếu nữ, lấy xong rồi gọi là thiếu phụ, có cái bụng trăng ban gọi là thai phụ, thằng chồng lăn đùng ra chết gọi là quá phụ, bằng chồng đi lính chưa chết nhưng mà ở nhà mình gọi là cô phụ nha. Ít bữa cạo đầu độc lóc gọi là si cô, nó tu lâu lâu gọi là ni sư, ok, nghe kịp chưa? Đây là gọi là thế giới của thi thuyết của giả lập, ok. Rồi của biến kế sẽ chấp là gì, là parikappa, parikappa, parikappa gọi là biến kế sở chấp, biến kế sở chấp. Và bên bên Sanskrit nó viết là parikanta, parikanta đấy, gọi là biến kế sở chấp, ok. Cho nên nó Đức Phật ngày thay vì mình trong nhắc lại cái phải nhắc hoài hoài cái được, trong cái thắc mắc của cái bà kia là tại sao bỏ hiện tại mà sống theo cái phù phiếm, thì ngày sau nó thấy mình đã làm sao, nó không, tôi mới là người bỏ phù phiếm sống được hiện tại nè. Thế tôi dạy rằng các dục là vui ít khổ nhiều, đi nguy hiểm là càng nhiều hơn. Tại nó mới hỏi ngày nói vậy nghĩa là sao, tôi không có hiểu. Thì ngày nói đến hỏi Thế Tôn đi, tưởng sao lại ngày nói như vậy. Nhưng mà thật ra nó nếu mà các vị mà chịu ngồi động não một chút thì cái câu trả lời Đức Phật không thể hay hơn được. Thì ngày nói rằng cái thế giới này được gọi là buồn hay là vui là do mình. Tại sao mình thích cái này mình ghét cái kia, là bởi vì mình chìm sâu trong những cái gì, chìm sâu trong cái tục đế, chìm sâu trong chế định, chìm sâu trong những cái giả lập, chìm sâu ở trong cái thế giới ước lệ. Đấy, cũng nó thôi, nhưng mà do mình tưởng tượng, do mình tưởng tượng, mà từ cái tưởng tượng đó nó mới ra cái chuyện này chuyện kia, ok. Cho nên nó cái chuyện đầu tiên Đức Phật nói là buồn vui gì đi nữa, là nó tự đi ra từ cái sự chấp trước của mình trên thần thức. Nếu một người hiểu được cái bản chất chân đế của các pháp thì họ không còn có cái gì để thích và để ghét nữa. Và trong trường hợp đó thì coi như là đã trả lời được cái câu trả lời của bà này rồi. Nói tại sao mình phải sống hiện tại theo cái cách của ngài. Ngài nói cái hiện tại của cô á là hưởng thụ cái gì trước mắt. Còn tôi đó, sống hiện tại kiểu của tôi đó là ghi nhận những gì đang diễn ra trước mắt. Đấy, như vậy là các vị nghe giùm tôi, có hai cách sống trong hiện tại. Cách một là hưởng thụ nó, cách hai là quan sát nó. Cái cách hưởng thụ nó là dĩ nhiên là đi xuống rồi đó, còn quan sát nó cô nó đi làm sao, nó đang như thế nào, thì cái cách quan sát nó đó là cái cách đi lên. Đã cái bà tiên, cái cô tiên nữ được của suối ngài hưởng thụ nó, còn ngài thì cái đó là nói không, thế tôi không dạy tôi được quan sát nó, thì không mới đem đến là hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật ngài không có nhắc lại những cái chữ mấy người này nói nữa, đắm ở trong cái sự gì, trong cái biểu tượng, tìm đắm trong ngôn ngữ. Đại lúc bây giờ ngài, lúc bây giờ là ngài đang âm thầm ngài giải thích cái điều mà đệ tử của ngài là ngài sắp tới thi tới. Bây giờ nói về con của mình nè, ngài nói cô tiên là tại sao con biết tại sao đệ tử của ta mà lại sống hiện tại không, là vị đó đã lìa bỏ cái sự cuốn hút, cái sự hấp dẫn của biểu tượng, người đó lìa khỏi thế giới gọi là giả lập của phàm phu, những gì mà người ta thấy nó ngọt thì đệ tử của ta thấy nó không phải ngọt, những gì mà ta nói nó đắng thì đệ tử của ta không phải thấy nó đắng, mà nó ra làm sao thì mình thấy nó y chang như vậy, và đừng áp
áp đặt, đừng gắn lên đó những nhãn hiệu. Đấy, đừng gắn lên đó những nhãn hiệu. Khi mình nhắn lên đó, gắn lên đó những nhãn hiệu đó, mình nên nhớ mọi biểu hiện chỉ là những biển hiệu, mà những biển hiệu chỉ có một ý nghĩa là biểu hiện. Đấy, cái câu nó nghe nó đùa nhưng thật là rất là đáng để mình ghi nhớ. Nhớ nha, cái chữ biểu hiện ở đây là mọi biểu hiện chỉ là những biển hiệu, và những biển hiệu chỉ là những biểu hiện. Giống như tôi có hay đùa là thiên đường nào cũng là cõi thương điền. Nhớ ghi giùm tôi cái câu đó, thiên đường nào cũng chỉ là cõi thương điền. Ai mà biết được cái văn chương tàu, cái câu này họ mê chết luôn. Thiên đường là mình là cái cõi đẹp phải không, cõi bồng lai tiên cảnh phải không? Đấy, còn thương điền là gì? Ở đây ai mà biết được cái câu này mới mê nè, là thương hải hóa vi tan điền, là biển xâm biên điền. Nè, tan điền tức là ruộng dâu. Bởi vì cái túi xương ngày xưa trần tới xương Việt Nam có một câu mà các vị phải nhớ: ruộng xưa rầy đã nên đồng. Ai biết nhanh viết dùm tôi đi. Ruộng xưa rầy, rầy là bây giờ đó, ruộng xưa rầy đã nên đồng, chỗ thành nhà cửa, chỗ thành nương khoai. Đêm nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đó. Đấy, biển kia nữa, giờ đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô. Sông kia chứ, sông có biển sửa lại ngô khoai. Sông kia rồi nên đồng, sông sửa lại chỉ biển thì chỉ sông nhìn tôi nha. Rồi đêm nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Có nghĩa là ngày xưa đó, đó là cái chỗ này là con sông nha, thì cũng còn có bến bờ, có người đi qua đi lại, nhưng bây giờ thì nó không còn là sông nữa, mà nó đã là thành ruộng rồi. Sông kia giờ đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, nó không phải ruộng xưa. Trời đất ơi, ruộng ngày xưa đó là ruộng, bây giờ nó thành đồng nên xem. Ok, nó nghĩ là ngày xưa đó là ruộng, bây giờ nó là thành đồng nên xem rồi. Trời ơi, tại sao mà cái gấu trúc này nó thiệt, nó khờ như con gấu, con khấu, con khờ, đúng là khờ như con gấu luôn. Nhớ nha, là ruộng với cái đồng là một, mà mình phải để là sông mới đúng nha. Sông xưa chứ nếu ngày xưa nó là ruộng thì thành đồng, nó có gì đâu để nói nha. Sông xưa rầy đã nên đồng, chỗ thành nhà cửa, chỗ trồng, chỗ trồng chứ không chỗ thành. À, chỗ làm nhà, chỗ thành nhà cửa, mà chỗ trồng nương khoai. Đêm nghe tiếng ếch bên tai, giật mình quần tưởng tiếng ai gọi đò. Nè, cái chỗ này tôi giảng nó hơi đi xa khỏi bài kinh, nhưng mà tôi thấy cái chữ nào cái gì hay tôi nhắc. Có nghĩa là thiên đường nào cũng là cõi thương điền, có nghĩa là thương điền đây là cái cõi vô thường, cái cõi biển dâu đó. Gọi là biểu hiện nào cũng chỉ là biển hiệu, mà biển hiệu nào cũng chỉ là để biểu hiện. Đấy, thì cái thế giới thi thiết, thế giới tục đế, cái thế giới của biến kế sẽ chấp là như vậy đó. Đấy, không biết trong rung có còn ai nghe không. Ok, cho nên mình ngày mới nói rằng là hễ còn sống trong cái thế giới phàm phu thì còn có thương thích ghét sợ, còn có tham ưu. Mà tại sao như vậy? Là bởi vì họ chìm sâu, chìm sâu ở trong thế giới biểu tượng nha. Và chấp cái thái độ là vậy đó, chấp cái thái độ tức là nhìn những cái biểu tượng, nhìn những biểu hiện thôi, những biểu tượng, những cái thể hiện. Chính từ cái đó họ mới đi đến trói buộc. Cái chữ trói buộc ở đây có nghĩa là họ bị gò bó trong cái thương thích ghét sợ nha. Họ còn bị trói buộc trong cái thương thích ghét sợ. Mà nếu mà họ liễu tri được, họ liễu tri được những điều được nói lên ở đây đó, những điều được nói lên ở đây phải hiểu là gì? Ác hay giác. Mà ác hay giác là những biểu tượng, những ngôn ngữ nghe. Đấy, rồi họ không có tưởng tri. Cái chữ này nó hay quá sức thề. Cái chữ này nè, tưởng tri là sao? Tưởng tri là trong cái thế giới này nè, cái thế giới này là cái thế giới sống bằng tưởng. Bọn tôi có nói một lần rồi, nhưng mà bà con chắc là quên sạch rồi. Tưởng là sao? Cái biết của trí là nó như thế nào, mình thấy nó như vậy. See as they are.
CRPA nó làm sao thì thấy nó như vậy, đó gọi là thấy bằng trí. Ok, nó khổ thai đó, mình sống toàn là bằng cái kinh nghiệm, bằng cái ký ức, cái biết từ chỗ cha mẹ dạy mình, học đường thầy cô dạy mình, xã hội dạy mình, sách báo, các phương tiện truyền thông đại chúng dạy mình, những gì mình thấy mình nghe quanh mình trong suốt cuộc đời nó trở thành ra những vốn liếng. Thí dụ như là tôi lớn lên trong văn hóa Hồi giáo thì tôi nhìn mọi thứ nó từ góc độ của thánh kinh Koran. Tôi lớn lên trong môi trường Cơ Đốc giáo thì tôi cũng nhìn thấy mọi thứ thông qua cái lăng kính của Tân ước và Cựu ước. Tôi lớn lên trong cái môi trường Phật giáo thì tôi nhìn ngắm cuộc đời này qua cái lăng kính của Phật giáo. Cho nên ở đây trong chú giải mới nói thế này, là sống ở trong cái người mà sống chìm đắm ở trong cái thế giới của tưởng, sống chìm đắm trong cái thế giới tưởng tưởng này là biết biết bằng kinh nghiệm, biết bằng cái kinh nghiệm cũ, biết bằng cái hồi ức, biết bằng cái sự tích lũy cũ đó, thì cái người đó được gọi là cái người chìm sâu ở trong thế giới của ảo tưởng. Lúc đầu nó là biểu tượng, nhưng mà sao mà biểu tượng của chủ thập phàm phu luôn đồng nghĩa với ảo tưởng, biểu tượng đồng nghĩa với ảo tưởng, ảo tưởng nha, ảo tưởng. Cho nên từ đó nó mới có những cái từ giải thiên, cái gì biết thì nói biết, giải thiên. Dễ sợ cái máy này, tôi nói tôi nhìn tôi điên nó luôn. Giải thiên nè, rồi giải ảo nè, không biết có gì có biết chữ giải ảo không, có nghe chữ giải ảo chưa, rồi có nghe chữ giải mã chưa. Ngô Thị Yên có một câu thơ tôi rất là thích, ta về khai giải bùa thí nghiệm, thức dậy đi nào gỗ đá ơi, kể lại 10 năm câu chuyện cũ, một lần kể lại để rồi thôi. Đời sống nhiều lúc nó cần đến cái đó, nó có những lúc mà mình phải tháo gỡ những cái mặt nạ của thần tượng. Đấy, nếu nói một cách nó hơi cầu kỳ là như vậy, phải tháo gỡ những mặt nạ của thần tượng, có nghĩa là mình cứ trùm lên đó một cái bức màn sương khói mờ ảo để rồi tự mình làm khó mình thôi. Thì thật ra nếu mình nhìn thẳng nó làm sao thấy nó như vậy thì mọi thứ nó đơn giản, nó dễ sống hơn nhiều lắm thưa quý vị. Đấy, cho nên ở đây Đức Phật này dạy rằng chính vì còn sống trong thế giới của tưởng tri, sống trong thế giới của cái biết, mà cái biết vay mượn từ người khác, cho nên chúng sinh có tới tám cái cách nhìn về, có tám cái cách nhìn về, nói chuyên môn là ngũ uẩn, còn nói thơ mộng á, nói thơ mộng một chút, nói thơ mộng một chút là nhìn về thế giới quanh ta. Cái tám cách nhìn, cái tám cách nhìn, bây giờ làm ơn duyên tôi nha. Nếu ở đây có cái ông có cái ai mà làm ơn giúp tôi này, tôi mệt quá mệt, thì có làm cái ông kia có ông cha bình biết chắc có trong rung này không, làm ơn lấy giùm tôi trong chú giả, lấy giùm tôi tám cái đó được không. Bây giờ tôi, cái tôi nhìn là cái iPad, mà cái tôi đánh là cái laptop mượn của người ta. Ok, bây giờ tôi không biết phải làm sao. Ok, cái này chắc chết hết rồi. Thôi bây giờ không có biết Bali mà tôi cứ đọc tiếng Việt. Cách 1, người ái, người với người tham ái nhiều á, thì phải nhìn đời nó qua cái lăng kính của tham ái. Làm ơn viết giùm nha. Cái người tham ái nhiều thì phải nhìn đời qua cái lăng kính của tham ái. Cái người mà sân hận nhiều thì phải nhìn đời này qua cái lăng kính của sân hận. Đấy, thí dụ như mình thấy rõ ràng đó, cái anh mà tham ái đó, anh nhìn một cái bụi hoa đó, anh sẽ nói thế này: trời nó gọi gai nhiều như vậy đó mà cũng có bông hả trời. Nhưng mà cái anh mà sân nhiều, anh nói trời nó gọi bông đẹp như vậy mà gai tùm lum. Các bạn nghe kịp không? Các bạn nghe hiểu không? Hai anh nhìn một bụi bông mà với anh nhìn cách. Đấy, ở ngoài đời cái là lạc quan bi quan, nhưng mà nói theo đạo là phải nói là âm đó là tham nhiều anh sân nhiều. Đấy, còn mình chưa lạc quan bi quan là nói sang cái chữ của nhà giàu nha, mà mình tu là mình toàn là dân nhà nghèo không à. Có nghĩa là sao, nghèo ở đây có nghĩa là mình làm ơn đừng có gồng gánh nhiều thứ quá nha. Cho nên cái người mà sân hận nhiều ấy thì họ nhìn được cái sân hận của mình. Tôi mới cho ví dụ cái anh tham ái và anh sân hận đứng trước một bụi bông nha, một bụi hoa hồng, thì
thì anh tại cái âm mà tham nhiều, ảnh nhìn qua lăng kính tham, anh nói trời ơi con dai như vậy đó nha, mà bông không à. Còn cái âm mà sân hận nhiều, anh nói trời ơi con bông như vậy mà gái không à, nghe kịp không? Đấy mà anh không mà nói cái lớp này, cái lớp này mình giảng mình nghe nó ủ nó hiểu không? Thấy khờ cái tự nhiên. Ok, rồi có người thì si nhiều thì họ nhìn cái cuộc đời này qua lăng kính của si. Lăng kính của si là gì? Là phóng dật và hoài nghi. Họ nhìn đâu họ cũng hoang mang hết nè, họ nhìn đâu họ cũng hoang mang hết, tức là họ không có tin cái gì hết nè, cái gì cũng chập chờn. Còn cái phóng dật là lăng xăng, không tập trung cái gì hết, nay cái này nay cái kia, nay cái này nay cái kia, nay cái này nay cái kia, đấy cái đó gọi là si phóng dật. Còn nhìn đời qua lăng kính si hoài nghi là cái gì cũng nghi không biết. Ví dụ như là mình trước hết mình nghi biết bà vợ mình có thủy chung với mình không, bữa có bà mới sanh con ra rồi mình không biết con của ai à, rồi tới lúc mà thằng con mình nó mà nó có cháu nội nó bưng về thì mình cũng biết cái đây có phải cháu nội của mình không à, mà đại khái như vậy đó, tức là nghi suốt cứ lãm mình, cái người mình hoài nghi, mình nhìn đâu mình cũng nghi suốt cuộc đời như vậy. Thì cái đó cũng là cách nhìn qua lăng kính si nha, cách nhìn qua cái lăng kính tham, cách nhìn qua lăng kính sân, cách nhìn qua lăng kính si, cách nhìn qua cái lăng kính tà kiến. Thế thì cái người họ có khuynh hướng đoạn kiến, họ rất là thích những cái học thuyết nào mà nó bảo vệ, nó chứng minh, nó củng cố cái quan điểm thường kiến, cái đoạn kiến của họ. Thí dụ như họ mê cái triết thuyết, ở đây tôi nói pháp thì làm ơn tôi nói đàng hoàng, tôi không có ý chỉ trích ai nha. Thí dụ như mình thấy triết học Mác Lênin nè, duy vật biện chứng nè, cái thuyết tiến hóa của Charles Darwin nè, đó là những cái thuyết mà mình rất khoái, là tại vì con người mình là con người vô thành, mình là người cộng sản, thì mình thấy mắt lên cái người khuynh hướng đoạn kiến thì họ nhìn thấy mắt lên rồi là vì sao, là bởi vì họ thấy rằng nó là nó hợp với cái suy nghĩ của họ nè, nó hợp với suy nghĩ của họ. Còn cái người mà thường kiến á thì họ lại khoái những cái quan điểm mà nói ra cái gì mà tà ma quỷ mị rồi vong hồn rồi áp vong rồi đa như mà là môn giáo thì thôi sanh ra rồi luân lưu đề này qua đời, có khuynh hướng mà thường biến thì mình đi kiếm cái gì mà nó mang cái tính cách quan điểm thường biến của mình. Còn mình là người đoạn kiến thì mình kiếm cái gì mà nó có vẻ như là ủng hộ mình nó thì đi theo. Đấy, cho nên phải nói rõ là chúng ta thường sống, thường học, thường tìm hiểu cái mình thích hơn là cái mình cần là chỗ đó. Và tôi cứ mỗi lần mới phát cái tùy thuộc vào cái căn cơ, cái sở tánh của mỗi người mà chúng ta có nhiều cái cách nhìn về cuộc đời này lắm. Nhìn từ cái lăng kính tham, lăng kính sân, lăng kính si, lăng kính tà kiến, rồi tiếp theo là cái lăng kính của ngã mạn nhẹ, cái lăng kính nhẹ. Trong đây mới nói, trong đây là tách riêng ra si ở đây á, trong đây si bên đây là kể có ba nha, trong chú giải thì kể có ba, nãy tôi kể có hai nhưng mà trong chú giải thì kể có ba. Si đến đây cái là cái nhìn mà chối bỏ bốn đế được gọi là si một. Kinh thích hoang mang á là ba cái si, rồi cộng với ba tam tập ba cách si cộng với tam độc là sáu, đúng không? Rồi cộng với mạng ngã mạng đó là bảy, đúng chưa? Phan để coi, để coi đếm giùm tôi coi, ba cách si hả? Một, để phan để coi, đúng rồi. Tam độc, mà nó tam độc thì mình phải bỏ bớt một cái nha, để nói ba cách si thì trong tam độc như thế thì gửi còn cái hai độc thôi, bởi vì cái trong đó có một cách nó đúng rồi, mạng rồi kiến rồi cái gì nữa, rồi cái chữ anh đấu giá, chữ này nhiều cách dịch lắm, chữ anh đấu giá này mình dịch là cái khuynh hướng, hay là mình dịch là cái chữ gì ha, phan tôi cứ viết cho bà con thấy đi rồi mình mới tính tiếp. Rồi đếm giùm đi à, tức là ba cách si là một, mà chối bỏ bốn đế nè, rồi phóng vật hoài nghi kể riêng
Đấy, cái chữ hoài nghi đây là không, cái nghĩa nó không có chuyên môn như chỗ khác. Hoài nghi đây là cái thói quen hoang mang, không có tin cái gì hết, phải nói rõ như vậy. Còn cái thứ còn thông thường mình hiểu đó, tức là cái một với cái ba nó giống, nó là một đúng đúng không, nhưng mà ở trong đây đó thì lại kể khác. Ở trong đây là kể cái hoài nghi mà cái thói quen hoang mang là kể một, rồi cái sự dốt nát trong bốn đế là kể riêng nha. Cho nên tổng cộng là có ba cái si, rồi hai đại nó hai cái đạo có đây tức là tham và sân. À, tham và sân. Thôi để tôi viết ra đi. Tham, sân. Cái này mà có Pali nó hay vô cùng luôn, mà tôi giải tôi mình biến, mình biến viết mình tôi. Bây giờ để thôi để tôi vô trong internet đi. Khổ quá, khổ. Tôi thiệt sự tôi không biết làm sao mà tôi vô lên này. Cái má này nó khổ quá, này bây giờ nó chậm lắm, vô tôi sợ vô nó làm chậm giống gì hết á. Vô cái nó làm chậm đi, vô cái nó làm chậm luôn, cái ảnh hưởng internet gì có hiểu không? Nó đã đang chậm rồi mà bây giờ mình mà vô internet bằng nó là cái như là chỉ có chết thôi. Thì chắc nó khổ lắm chứ vậy. Bây giờ liều một liều ba bảy cũng liều, ok, thương nhau thì cởi áo cho nhau. Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Đấy, cái này là cầu trời mở ra mà nó đừng có bị, nó đừng có bị cái gì hết là mừng lắm. Machari y kamula kỳ ra sata kata samanya mano chata purati. Rồi, hay quá, hay quá, tôi khỏe quá, khỏe quá. Rồi để tôi chạy vô tôi tắt cái của tôi chứ tôi để là nó chặt cái lắm. Đúng rồi, hay quá luôn, hay quá. Để tôi thấy chưa, rắp tô hí ra cho bác sĩ mà cái tô cái người mà nặng về tham mái đó thì họ nhờ họ sống ở trong cái thế giới của ở đây sản chứ bánh tô là sống đó. Ở đây tôi không có dịch sống mà tôi là nhìn nha. Cái người mà nặng là rắp tô là cái người nặng về ái đó, thì họ nhìn cuộc đời từ cái lăng kính của, nếu mà dịch sát á, nếu mà dịch sát á thì là nặng tham ái á thì sống an trú theo cách của tham ái, nặng về sân thì sống theo cách của sân. Tôi không muốn nói vậy mà tôi nói là nặng về ái thì sẽ nhìn cuộc đời này theo cái cách nhìn của ái, từ lăng kính của ái. Nặng về sân thì nhìn đời theo từ cái lăng kính của sân, đó là ngôn ngữ của tôi nhìn vậy đó. Người nặng về si thì họ nhìn về cuộc đời qua lăng kính của si. Người nặng về tà kiến thì họ nhìn cuộc đời này từ lăng kính của tà kiến. À, rồi còn cái chị Anusia là nó hay vậy nè, khuynh hướng như thế nào thì mà cái chữ tha má là cứng nhắc, là lì lợm. Cái nghĩa là sao, tại sao ở đây cái chữ Anusia là kể riêng thay vì tham sân si tầm tầng tính giác, mà ở đây là kể riêng là sao? Là bởi vì nó có trường hợp thế này, nó có trường hợp là mix. Đây là kêu là mix tendency. Đây là có cái trường hợp đó mình phải chết rồi chi. Đó, cái anh giá này nó có nghĩa là mixed tendency. Tendency là khuynh hướng nha. Mà mix là trộn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có người tấm nặng về tham, về sân, về si, nhưng có người đó là họ tổng hợp luôn. Có nghĩa là họ có cùng một lúc là thiện có, bất thiện có, tấm rất là nóng nhưng mà rất là rộng rãi. Đấy, tấm rất là trí tuệ nhưng mà có điều rất là bỏng sẻn. Đấy, nó có trường hợp như vậy đó, thì trường hợp đó gọi là ám đúng sĩ giác và xin. Ám đúng sĩ giác là cái khuynh hướng như thế nào thì họ sống như thế đó. Cái khuynh hướng nào sống như thế nào thế. Thì ở đây đó là mình thấy có những người họ rất là thông minh, rất là trí tuệ. Mà cái này tôi nói thiệt, trong đạo tôi biết là họ được nhiều lắm. Có những người tánh tình họ rất là rộng rãi, nhưng mà phải nói nó là họ rất là kiêu mạn, không có nể ai hết. Chỉ cần cúi đầu với họ bán nhà, họ nuôi mình thôi cũng chịu nữa, ví dụ như vậy. Còn có người rất là thông minh, rất là trí tuệ, nhưng mà họ rất là kẹo, họ rất là bỏng sẻn. Họ giảng mà thấu thí rất là hay, rất là sâu, rất là rộng. Nhưng bản thân họ thì phải nói là cái pháp bố thí rất là yếu. Bởi vì khi tiếp xúc với họ đó, họ hé ra cho mình biết một chuyện. Tức là họ nhìn đâu họ thấy không có ai mà xứng đáng họ cúng dường hết. Bởi vì họ học quá sâu, quá rộng đi. Họ thấy là chung quanh họ nó là cái người này là có vấn đề chỗ này, người kia có vấn đề chỗ kia. Cuối cùng họ không bố thí cho cả nhà.
Còn nói với tập thể thì phải nói là tập thể này có vấn đề này, tính tập thể kia có vấn đề kia, họ cũng không cúng dường, không bố thí, cho nên cuối cùng rồi cái người đó giỏi thì có giỏi nhưng mà phải nói là có bố thí rất là yếu. Tại sao tôi quý tôi nói chuyện này, tôi muốn nói là cái khuynh hướng mà miss là như vậy đó. Có lúc đó, thì cái này có lúc đó thì cái ác nó đi chung với cái ác, nhưng mà có những người cái ác nó đi chung với cái thiện, mà đôi khi hai cái nó đối lập nhau, nó vẫn ở chung với một người, cái là lúc về lúc khác. Cho nên nó là cái chữ tha má đem về sự lì lợm, sự lì lợm. Ok, thì khi Đức Phật mình trả lời, người nói tại sao mà Samyutthi nói rằng Samyutthi sống ở hiện tại là bởi vì Samyutthi nói riêng và những người giống Samyutthi nói chung là những người không còn tiếp tục nhẹ, mặc dù lúc này Samyutthi vẫn còn phàm nhưng mà theo đúng cái pháp môn tứ niệm xứ đó thì Samyutthi không có còn tiếp tục theo đuổi chìm sâu chìm đắm ở trong cái thế giới của ảo tượng, của biểu tượng, nhẹ, thế giới của biển hiệu và biểu hiện nữa, không có chìm sâu trong thế giới của ngôn ngữ nữa. Có nghĩa là mọi thứ phải được nhìn bằng một cái trí tuệ như là này, cái này quan trọng lắm thưa quý vị, quan trọng và rất rất là quan trọng. Ngài giải thích như vậy đó, và người nói rằng mọi thứ đó, thứ nhất muốn có một cái nhìn đúng đắn là phải né cho bằng được, phải né cho bằng được tám cái lăng kính này đó, nhìn bằng tham, nhìn bằng sân, hồi nãy tôi có nói rồi, cũng một hình ảnh đó thôi, chỉ là một bụi bông thôi, mà một người thì tại sao mà kế bên bông mà gai nhiều quá vậy, còn có người trở tại sao kế bên gai mà bông nhiều quá vậy, ví dụ như vậy đó. Rồi né ra được tám cái cách nhìn mà bệnh hoạn này nè, tám cái lăng kính mà đúc lộn này nè, mình phải nhờ né nó mình mới có được một cái nhìn như thật. Mà cái nhìn như thật ở đây là gì? Cái nhìn như thật ở đây là ta hình nhà bằng là ví dụ tôi sau khi cái này biết gì sao cho đúng này, thay thế tám cách nhìn sai lạc bằng ba cách nhìn đúng đắn. Cách nhìn bằng trí tuệ ở đây gồm ba thứ trí, gồm ba thứ trí nha, ở đây gồm ba thứ trí, lá lùng như vậy đó chứ, gồm ba thứ trí gọi là Parinya. Ba thứ trí gọi là Parinya. Ok, bà con nào mà bỏ dấu vô giùm tôi cảm ơn nha. Thay thế tám cách nhìn sai lạc, tám cách nhìn sai lạc ở trên tôi cho biết rồi đúng không, không có đúng không, có rồi, có tám cách nhìn rồi đấy. Thì bây giờ thay thế tám cách nhìn sai lạc bằng ba cách nhìn đúng đắn, mà ba cách nhìn đúng đắn đây gồm ba thứ trí. Cái thứ nhất gọi là nha tất ta hình nha, đấy nha tất, làm ơn bỏ ba ly vô giùm tôi được không, đấy, mấy mấy sư phụ bỏ cái ba ly vô giùm, nha tất ta hình nha, nhà ta ta bình nhà. Rồi cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều đó, vậy mới được, phải lẽ vậy mới được. Nhà cái chữ này tôi sẽ dịch sao chứ bây giờ cái nha nha ta bình nha mình dịch, tôi đã có dịch rồi mấy chữ rồi tôi quên rồi, nhưng mà đại khái là cái biết mình cái chữ này của học tôi mới dịch ngày hôm qua đến nay tôi quên rồi, là cái gì không biết. Ở đây có người học của tôi ngày hôm qua là trong lớp nè, biết làm sao nó mẹ qua chữ dạ dạ không tôi quên mẹ qua cái này cái là cái quán trí, cảm ơn quán trí phải, có nghĩa là biết rõ nghe, biết rõ nghe, đây là năm quẩn nghe, là biết rõ đây là năm quẩn. Rồi đây là bốn khía cạnh thực tính của năm quẩn. Cái điều thứ nhất á, cái nhà có cái nhà đó biết rõ đây là năm quẩn, đây là bốn khía cạnh. Bốn khía cạnh đó là gì? Một là bản tướng, bản tướng, bản tướng là cái characteristic. Ở đây cái này tôi không có muốn nói tiếng Tàu tiếng Mỹ thì mạnh lắm, nhưng mà nó kẹt cái chữ đó nó hay quá, characteristic. Ai biết được cái chữ đó được không?
characteristic, cái bản tướng của nó, bản tướng của, thí dụ như bây giờ mình nói bản tướng của tính nè, niệm nè, tàm quý, mỗi cái là cái gì, bản tướng của thọ, của tưởng, của hai, của tư, của tầm, của tứ, mỗi cái nó là cái gì, cái okay. À, cảm ơn rồi đó. Thứ nhất là biết cái bản tướng của nó, bản tướng nó là gì, là lắc khăn nát nha, biết rõ cái bản tướng của nó gọi là lắc khăn nát. Thứ hai đó, cái khía cạnh thần tính thứ hai của nó là biết cái rát sát của nó. Cái rát sát của nó tiếng Mỹ nó kêu là function, nó là cái chức năng. À, biết rõ cái chức năng của nó, cái nhiệm vụ của nó, cái phận sự của nó là làm cái gì nha. Cái rát sát là cái thứ nhất là cái nhiệm vụ của nó là cái gì, cái nhiệm vụ của nó là cái gì, cái chức năng của nó là cái gì. Rồi cái thứ ba nó gọi là tất chú bất tha nó, có nghĩa là cái đặc điểm, nổi bật của nó là cái gì. Tất chú bất tha nó là cái đặc điểm nổi bật của nó là cái gì nha. Rồi cái thứ tư á là cái tất, cái bà đắp thà nó, cái bản đáp thà nó viết mình đối diện Bali với đàng hoàng được không? Ở trong bài bản số có đó, ở trong bản số có đó mà bây giờ mà tôi nhắc ra tôi ngán quá cho nên tôi viết từ lưa cho đó, rồi bà con sửa no, hai chấm ở dưới nữa nha. Cái chữ bách chữ bách thà nó này cũng có hai chữ t chấm luôn, bách chữ bách thà nó hả, rồi cái bản đáp thà nó thì cái lắc khăn á đó là cái chức năng, à xin lỗi, cái bản tướng. Còn cái rát sát là cái nhiệm vụ, cái chức năng, cái phận sự của nó, cái function của nó là cái gì. Và cái thứ ba là cái tất chú bất tha nó là cái đặc điểm nổi bật của nó là cái gì. Và cái thứ tư là cái bất tha nó là cái nhân tố cần thiết cho nó là cái gì, tức là nó muốn có mặt thì nó phải ra làm sao, nó cần tới cái gì nha. Nhớ kỹ không, cái bất tha nó là cái nhân tố cần thiết, nhân tố cần thiết đấy, nhớ chưa. Thì cái trí tuệ thứ nhất ấy, là biết rõ năm thức là cái gì, rồi biết rõ là biết rõ bốn khía cạnh thực tính của từng thứ trong đó. Ở đây trong chú giải đó năm quẩn, nhưng mà thật ra mình phải hiểu nó tới 70 pháp thực tính là nha, tôi lại là mong nhớ dùm 70 pháp thực tính, tiếng Bali gọi là Sabhava. Hả, là sao, là bốn khía cạnh của ai, bốn khía cạnh của tánh, tánh niệm định tuệ tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm chánh tâm chánh tâm thường tâm thường tâm đức tâm đức tâm chánh tâm chánh tâm vân vân và vân vân. Đây tất cả là 70 pháp tự tính, có nghĩa là từ đó thì mình học như con vẹt, mình học mình nói ào, mình không biết mỗi một cái chấm tròn tròn, cái chấm tài xỉu trên cái bản nêu á, mỗi cái chấm gì đó đều có bốn khía cạnh hết. Thì bốn khía cạnh đó được gọi là bốn khía cạnh thực tính sắp hà đó nha. Thì mình học gọi là học gãy bút, học mà học trái vỡ đó, trái tập đó, thì cũng chỉ mới có học có cái một nửa của cái trí này thôi. Cho mình nói cho đã nên mình phát trục lòng. Nếu mà tôi có học trò đệ tử mà tôi thương đó ha, thì con mình đây trong đây người ta có đẻ nè, thế nào là cái nhà đó đi nha. Ở đây giờ mình nói là biết rõ đây là sắc tạo hình thức và biết rõ đây là bốn cái cạnh tướng, ok. Cái nhân vật mà quý cha mà thiên nhãn này nè, cái tay này khá, cái tay này khá nè, cái tay này nếu mà là nhà sư thì không nói gì, mà nếu mà là cư sĩ như vậy là mà không có đi tu là cả một cái chuyện bị bạ nha. Cái tay này khá, trong đinh này đúng là ngọa hổ tàn long, cái bên này là đáng để cho Dương Tử Nhi góp mặt vô phải không, ok. Rồi cái tiếng thứ hai là cái tiếng gì, cái tiếng thứ hai mình gọi là Tiranaparinya. À, là mang đấm từ cái đó, cái tia đó nó tới nhà. Ở đây có nghĩa là biết rõ cái trí thấy được thiên nhân là sao, tôi trả lời vậy tôi biết tôi chết liền. Tôi nói là tôi không biết thiên nhân là sư hay là cư sĩ, là tôi trả lời là thiên nhân nó sư, tức là thiên nhân sư. Tại mà thì cái trí thứ hai là cái trí này đó. Ồ, ngon lành nha. Nam nữ cái đây là, nhưng mà này nam hay là nữ đây, thiện nam hay tính nữ đây,
Nam quá giỏi, quá tuyệt, chứ nữ mà giỏi thì cũng mai này em sang xong thì cũng không xài được đâu. Cái thứ nữ không xài, nó hẳn là nữ giỏi là để chơi để teo làm kiểng chứ xài được. Xưa giờ nói về đừng có buồn nha, 1.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam nhé, nuôi cơm cho mấy bà ni biết là bao nhiêu, mà nếu ni mà làm được chuyện á, mình đếm đầu ngón tay nhé. Nhưng mà sư bà Ni Thanh nè, sư bà Diệu Không nè, sư cô Trí Hải nè đó, còn cái bà Quỳnh Liên mới kể thì bà bên 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 cái khâu chính trị, chứ bà không phải là một tu sĩ uyên bác. Tôi mới kể, tôi chỉ kể là sư bà Diệu Không, sư bà Ni Thanh, sư bà Ni Thanh là chỉ giỏi vậy mà cất chùa thôi. À, còn như sư bà Minh Không thì dịch được cái bộ Trung Quán là hết, còn sư cô Trí Hải thì cô diện dùng xong rồi thêm thân đạo gì đó. Nhưng mà rồi sau này bên Nam Tông mình có được mỗi một only one sư Liễu Pháp thôi, ngoài ra là bốn chim tâm cá. Em bay biển Bắc mà tôi tìm biển Đông, tôi không có tin cậy được. Trong khi Tăng á hả, tu hồi nhỏ thì nó giỏi thì kiểu hồi nhỏ, mà tu bán thế xuất gia thì giỏi kiểu bán thế xuất gia. Ở bên Pháp thì có sư Chánh Đạo, mà bên Mỹ có sư Liễu Tông. Tu khi mà đã quá sức lớn tuổi rồi mà vẫn trở thành những cái vị Ajahn rất là giỏi, những vị giáo tổ sư nguyên thâm Phật học. Rồi trong nước mình thấy có những vị xuất gia lớn tuổi như là sư Tâm Pháp hay là sư Pháp Thông, đấy là toàn là bán thế không. Các vị tôn túc mà khai sơn lập đạo của mình như là ngày Hậu Tông, ngày Bú Chơn, ngày Thiện Lực, kênh là kể cả ngày nhiều lắm, đại khái rất là nhiều ngày, như ngày Pháp Lạc cái hay là những vị lớn tuổi đi xuất gia. Mà nó lạ lùng, tôi chỉ tinh tăng thôi, cho nên các vị nói là tôi kỳ thị thì tôi chịu, nhưng các vị về suy nghĩ gác kinh lên trán nghĩ tại sao tôi kỳ thị, nó lạ lắm. Họ học trung học giỏi như là nàng anh như nàng con trai vậy đó, vô đại học họ lấy bằng bác sĩ kỹ sư, họ lấy bằng tiến sĩ dược sĩ y chang như là nàng ông con trai vậy đó. Mà nó mắc cái chứng gì nó mà lên đó, cái tầm mà nó hơi cao cao một chút, ví dụ như là cái tầm mà gọi là khoa học gia hay là triết gia, là cái giống gì mà gia gia đó, là toàn là bên Nam thôi, lạ lắm. Mà họ nói tới họ giận, họ nói là kỳ thị, rồi họ nói tại họ mắc lo cho chồng cho con, nhưng mà tại vì họ khoái lo. Chứ bên Âu Mỹ đâu có ai bắt người nữ người gồng gánh chuyện nhà như bên châu Á đâu. Cho nên mấy cái bà mà mình nói rằng lo, tại vì tôi lo nội trợ nên tôi không có giỏi bằng chồng tôi thì tôi không đồng ý, tại vì bên Âu Mỹ là mấy bà là coi như tự do tín ngưỡng, mà coi như là chàng với nàng là đi học đại học ra lấy nhau, là chàng đi làm nàng đi làm, rồi có tiền lương rồi chia đâu, ví dụ như là điện nước đứa nào cũng đứa bằng nửa, đi chợ rồi tiền xăng bảo hiểm tiền lo cho con đứa bằng nửa, gọi là é thì tiền thì xem không có khác nào cái gì hết. Mà nó lạ lắm, mới ăn rồi cứ lo đi shopping, ăn rồi cứ lo phấn son áo quần mỹ trang mỹ phẩm, rồi làm sao mà nó khá cho bằng được. Đấy, cho nên nói hơi lạc đề một chút, rồi rất là mừng khi mà mình có được một cái tay được rượu mình nó giỏi như vậy, là đạo pháp của những còn có cơ hy vọng, gọi là lòng trời còn cửa nhà hát. Ok, bây giờ mình tiếp theo đó là mình nói về cái trí thứ hai là tia đó nắp nha, có nghĩa là cái trí thấy được nhẹ các cái khía cạnh nhẹ, trí thấy được các cái khía cạnh, thấy được là 42, là trí thấy được 42 khía cạnh tam tướng của năm uẩn. Còn 42 đó là cái gì đó thì đây này, đấy, hoặc là pháp hạnh thiền tuệ của ngài hộ pháp. Để pháp hành thiền tuệ đó là trong đó, tại sao tôi không có kể ra đâu, bây giờ 42 cái nó dài vô cùng, mà chỉ cần mình nói đời là khổ là mình đã tái mặt rồi, mình nhớ tôi tới 42 nó ngán quá, tôi dẹp qua bên khổ dám dòm luôn. Ok, cho nên là đây là 42 cái tam tướng của năm uẩn. Ví dụ như thấy là năm uẩn là bệnh hoạn, năm uẩn là một ghẻ, năm uẩn là cái giống giả gì đó, mà đại khái là quốc
cho một hơi là 40 mấy thác luôn. Thì cái phần này thì xin quý vị tự tự giác dùm, chứ còn mà bắt tôi mà vô đây mà phải tôi ngồi tôi hầu trà quý vị mà từng miếng kiểu này, mà lúc cơm mà lúc từng hộp thì tôi chỉ có chết thôi. Ok, tôi chỉ đưa đến đây thôi, chỉ đưa em xuống tới bên đò để em qua bên kia em cầm sang thuyền khác. Chứ còn mà nó đưa em xuống đò sang sông mà nó dỗi rồi bây giờ còn bắt mà bồng bế xin bụi đừng lắm quá kinh thì cái gì đó là không có. Ok, rồi cái thứ ba đó gọi là ba hà nữa, ba hà nữa, cái thứ thứ hai ba là ba hà nữa, ba rình nhà, ba hà nữa, ba rình nhà. Ok, đấy, cái trí này là gì? Tức là sau khi mà hai cái trí trước mà nó chín mùi rồi là cộng với ba la mật là tròn đủ đấy, thì tự nhiên nó sẽ dẫn đến cái trí thứ ba này, đó là thánh trí. Này tôi nhắc lại, cái trí thứ nhất ấy, là biết rõ đây là năm uẩn, đây là bốn khía cạnh thực tính của năm uẩn. Và tôi cũng xin nói very chậm chỗ này là người ta nói năm uẩn nhưng mà mình phải hiểu ngầm là tất cả pháp chân đế nha. Thì có cái pháp chân đế nào mà nằm ngoài năm uẩn đâu, làm ơn nhớ nha. Cho nên ấy, là mình phải nhớ rằng khi mà tại chỗ này đó nha, tôi đang nói chỗ này với chỗ khác tôi không ý kiến, tôi đang nói chỗ này nè, năm uẩn cái này phải hiểu là tất cả pháp chân đế hữu vi, thí dụ như là tâm tâm sở và sắc pháp đấy. Thí dụ như bây giờ cái bản cái thực tính của cái tâm sở đó là gì, là gì, là gì, gồm bốn cái cạnh nha, các bạn nhớ cái đó. Thứ hai, cái thứ nhất đó là trí biết rõ năm uẩn là gì và bốn cái cạnh thực tính của năm uẩn là gì. Thứ hai là trí biết rõ thấy rõ các khía cạnh tam tướng của năm uẩn này. Và cái thứ ba đó là cái trí, cũng là cái trí được khởi đi từ hai trí kia, nhưng mà khi mà hai trí kia nó chín mùi mà cộng với ba la mật thì lúc đó, đó nó xuất hiện ở thánh trí. Tôi nói 1.300 lần đó là trong đạo Phật Nguyên Thủy nó kỳ cục một chỗ, đó là cái kẻ nào đó mà thấy mà kiêu ngạo trong giới luật thanh tịnh là kẻ đó là coi như bị đứng ở đó. Kẻ nào mà bị gọi là bị chỉnh lại ở trong cái hạnh bố thí, cho rằng ta là vô địch về bố thí, ta là vô địch võ lâm đứng đầu thiên hạ về cả bố thí, cả đó khác rồi. Bởi hãy nhớ rằng là tất cả những thiện pháp của mình làm nó chỉ mang ý nghĩa là thuốc chữa bệnh thôi, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ta có học cái gì đi nữa, ta có hiểu giới gì đi nữa mà những cái đó nó không ảnh hưởng gì tới cái phiền não của ta hết, thì coi như cái đó phải xét lại. Biết tôi nói thì có bị nghe kịp không, có bị nghe kịp không? Cái biết nào mà nó có khả năng dẫn đến cái sự, nó có cái can thiệp mạnh hay là yếu, trực tiếp hay là gián tiếp, tương đối hay là tuyệt đối năm vì não đó, thì cái biết đó mới xài được. Chứ còn cái biết nào chỉ biết cho vui, biết được thì tốt, thì cái biết đó, đó phải xét lại. Ở đây cũng vậy, người học đạo nè, người học đạo phải nhớ tại sao có ba cái trí này, bởi vì hai cái trí kia đó là chỉ để hiểu cho vui vậy thôi, nó làm cái nền. Cái trí thứ ba này nó rung là các vị thấy trong cái giờ đấy không, cái tâm ma ba ha nó tên nhà thế nào, thế nào là cái trí đoạn diệt để mình đây y văn tí đó gì tao bảo, sau khi vượt qua được cái giai đoạn đó thì ắt cái mặt kia nó bằng cái sự khăn đây, cái chân ra ra mà cha học tí, sau khi vượt qua được cái giai đoạn đó đó này thì mới là đến một cái giai đoạn là chấm dứt được cái tham dục ở trong năm uẩn bằng cái thánh đạo cao nhất. Đấy, cái quan trọng là chỗ đó, cái biết mà nó có dẫn đến cái sự can thiệp, có cái dẫn đến cái sự ảnh hưởng, dẫn đến cái sự tác động tích cực đối với cái tâm tư phiền não của mình, thì cái biết đó mới là cái biết xài được. Còn bây giờ quý vị có bố thí, có trì giới, có học hành thuộc lòng tâm tạng đi nữa, mà cái biết đó, cái tu hành đó, cái công đức đó, cái phước báo đó, cái thiện sự đó mà nó không ảnh hưởng gì đến cái tâm tánh của mình, là ngày hôm qua bị chan bữa nay, năm trước năm nay so lại nó chỉ có tệ hơn thôi, thí dụ như vậy, thì mình lấy cái gì mà mình kiêu ngạo đây? Đấy, vậy nó very đơn giản như vậy mà nghĩ không ra. Cũng giống như bây giờ mình uống thuốc là nó phải có tác dụng, thuốc đó mới là thuốc hay, chứ bây giờ mình giữ một bò, mình giữ một kho, mình giữ một nhà mà mình không uống cái gì hết, bệnh này cứ là càng lúc nó càng trở nặng. Đấy, mà thuốc thì chắc cho mình một đống, đi đâu cũng đi khoe, đi nổ với người ta là nhà tôi có một kho thuốc, mà đôi khi mình bệnh hoặc què hoặc quại, đi đâu có cái gì kè dắt bồng ấm ôm sóc, thì như vậy có cái gì đâu mình thấy mình kiêu ngạo nha. Cái đó quan trọng nhất, cho nên nhân đây mà nói là ba tiếng nó quan trọng như vậy đó. Tu hành nó là một cái hành trình mà mọi thứ cần phải được vượt qua. Ông Nix
là một triết gia của Đức, ông có nói con người là cái gì đó cần phải vượt qua. Tôi rất là tâm đắc với câu nói đó. Ta hôm nay phải hơn người ta ngày hôm qua, ta năm nay phải hơn người ta năm ngoái, và ta năm sau phải khá hơn ta năm này, thì đó mới gọi là một hành trình đẹp. Này, còn nếu mà mình đứng yên tại chỗ đó thì phải nhớ rằng trong đời vốn không có sự đứng yên, là chỉ có sự thụt lùi thôi, không tiến người lùi. Cái hành trình của cuộc đời nó không, cái hành trình của tâm lý, hành trình tâm linh, hành trình cuộc đời nó không giống như cái hành trình trên đường bằng hai chân nha. Trên đường mình không đi mình có thể đứng yên, nhưng mà trên đường đời và trên đường phát triển tâm linh thì anh không đi tới có nghĩa là đang thụt lùi, chứ không bao giờ có chuyện anh đứng yên. Làm ơn nhớ dùng cái đó là cái chuyện rất là quan trọng nha. Cho nên ở đây đó là khi mà Đức Phật giải thích về cái câu hỏi của bà tiên nữ, thì ngài nói, người ta hỏi một đằng mà ngài hỏi một, ngài trả lời một nẻo. Tuy nhiên sau khi bà lắng nghe hết rồi, thì ra bây giờ con hiểu rồi, ngài sắp có thứ nói cái gì rồi. Đây thì chỉ đầu tiên ngài nói rằng chúng sanh trong đời phàm phu đa phần là sống chìm sâu trong ngôn ngữ và biểu tượng. Đấy, mà tại sao như vậy là bởi vì họ cứ lo nhìn ngắm thế giới này là qua tám cái lăng kính. Đấy, tham nhiều thì nhìn nó tự lăng kính tham, sân nhiều thì nhìn nó tự lăng kính sân. Mà nó khổ một nỗi là toàn bộ tất cả những hệ thống triết học, tư tưởng, tôn giáo, chính trị, kể cả kinh tế trong cuộc đời này, khoa học luôn, thì được người ta nhìn, người ta đánh giá nó từ cái lăng kính chủ quan rất là nhiều. Là mong nhìn kỹ là thí dụ như hôm nay mình thấy cái nền công nghệ nghệ quốc phòng của Bắc Triều Tiên nhắm tới cái gì? Nhắm tới chuyện đấm đá ăn rồi dân nó đói như điên mà cứ lo hạn ngàn thôi. Còn cái anh thầy mà Nam Hàn cái tôi ăn rồi thì nó cứ lo hai chuyện, một là electronic rồi điện tử, hai là cái công nghệ giải trí entertainment. Ok, rồi cái anh Mỹ thì anh rộng hơn, anh Mỹ ảnh là đại sĩ ca mà anh lo rộng hơn. Nhưng mà đại khái mình nhìn thấy cái hướng đi của nền công nghệ, chỉ riêng khoa học thôi đó nha, cái hướng đi công nghệ của mỗi nước là mình đã đoán được cái tương lai của đất nước đó. Ok, nó vấn đề như vậy. Mình thấy Singapore có phát triển chứ, nó phát triển theo cái lăng kính của họ, phải đi từ Lý Quang Diệu rồi sau đó Lý Hiển Long. Cái Singapore nó phát triển theo cái hướng khác, nó không giống như hướng của Brunei, mà Brunei nó phát triển không có giống hướng của Đài Loan. À, mà Đài Loan nó phát triển không giống cái hướng của Thái Lan, chỉ có những cái xíu mà như Lào với Việt Nam thì nó hơi đặc biệt cái chỗ là mình phát triển là ngoài cái dòng là cái, ngoài cái lực chung, lực cái lực chơi chung mình khó nói quá. Chứ mà thông thường mà nói đó thì cái tất cả các nước phát triển nó đều chỉ hạn Campuchia nó cũng có hướng đi đó chứ, tại sao những cái đó về chính trị chắc chắn nó cũng có những hướng đi mình có thể nhìn thấy. Thì tôi nhắc lại, từ mọi lĩnh vực trên cuộc đời này, chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội, kể cả khoa học nhân văn, thì tất thảy đều phát triển từ những lăng kính rất có thể là chủ quan. Và Đức Phật đã nhìn thấy điều đó, cho nên ngài dặn mình cẩn thận nha, nhìn ngắm thế giới này nha, coi chừng lọt vào các cái lăng kính chủ quan. Đấy, và hãy nhìn, và nếu con ở ngoài đời thì thôi, nhưng mà nếu con có lòng cầu đại giải thoát thì con hãy nhớ rằng thế giới này cần được nhìn ngắm thông qua ba cái thứ trí tuệ. Cái trí thứ nhất đó gọi là nhà ta tới nhà biết rõ năm quận là gì và bốn cái cảnh thực tính là gì. Thứ hai gọi là tia ra năm bên nhà con phải tới rõ 42 khía cạnh. Nó 42 tôi cũng là chỗ này tôi cũng xin mở mặt nói luôn nha, biết bà con còn giờ không, mình là còn giờ tôi tham luôn chỗ này nha. Alo, còn giờ không? Tôi sắp sửa, tôi cũng sắp sửa đi rồi, tôi bữa nay tôi có một cái hẹn. Người ta nó là người tình trăm năm, còn mình là người tình 500. Người ta giúp mình, bây giờ mình mới gặp. Cứ trăm năm nó đỡ buồn, cái thứ mà 500 nó nản. Ok, thì các vị làm ơn nhớ giùm đó là cái nhìn của một hành giả đó. Hành giả nhớ rằng hành giả tu đến một xứ đó, cái quan trọng không phải là để được cái tuệ gì, mà cái quan trọng là hành giả đã bỏ được cái gì. Trước đây mình có cái tật, mình hay cất giữ đồ ăn. Trước đây mình có cái tập đi tu thiền mà lén đi gọi điện thoại. Trước đây mình tu thiền mà có lòng nó cứ nhớ nhà hoài. Trước đây tu thiền mình cứ bị khổ tâm vì cái chứng đau lưng, đau chân, vân vân. Bây giờ mình đã bỏ được bao nhiêu rồi? Cái đó mới là cái mà hành giả bận tâm. Chứ tu thiền mà còn bận tâm ba cái vụ mà tuệ này tuệ kia, tầng này tầng kia thì cái đó tệ lắm nha. Cái đó nó từ tuệ mà nó qua tới tệ rồi nha. Cái đó phải nhớ cái đó. Thì ở đây sự ý mà tôi nói đến ba cái thứ trí này là bởi vì ra ba cái thứ trí mình cần phải quan tâm. Quan tâm chứ không có nghĩa là mình thờ, mình đội nó lên đầu để rồi nó làm khổ mình nha.
không có nên trông đợi là ta đắt cái gì, mà nên để ý xem ta đã bỏ được cái gì. Cứ bỏ đi thì tự nhiên nó đắt nha, cứ nhớ nha, cứ bỏ đi, bỏ được cái nào thì bỏ thì nó tự nhiên nó đắt, chứ đừng có nghĩ đến cái đắt thì sẽ không bỏ được cái gì hết. Đây là cái quan trọng. Và ngay cả trong cái 16 trí tuệ quán, 16 thần tuệ đó, hay là trong trung bộ vô ngại giải, tôi cũng xin nói thiệt là chắc chắn rằng các vị sẽ nghe ngài Thanh trả lời rất là khác chúng tôi nha. Thì các vị sẽ cảm như tại sao sư giáo viên nói như vậy, nhưng không sao, cái phần tôi cứ trình bày để các vị có thể nghi ngờ, các vị hỏi thì sư trưởng hỏi các vị thượng tọa và hòa thượng là các vị tâm, nhưng mà vì tôi nói công khai và tôi chịu trách nhiệm gì tôi nói mà tôi biết cái gì hạt thì để nó chỉ là những cái giai đoạn tâm lý mà thôi. Và hồi đó cái người học Abhidhamma thì các cái tầng thượng tọa nó chỉ là các đại thiện, đại thiện sao sáng có chiều mất, thì hỏi hãnh diện cái gì, cái đại thiện như đại đại thiện là tâm dụng giới, mà đại thiện tâm dụng giới, mà cái tâm này đối với hành giả nó sáng có chiều mất là sao, có cái tuệ đó là tự nhiên cái nhịn gì cũng thấy sợ. Khi mình theo dõi hơi thở, ví dụ như đi mình theo dõi hơi thở mình thấy nó có ra rồi nó vô nó ra nó vào nó ra nó vào, cái mình giật mình cái tuệ đó thôi, thì ra là cái cuộc đời của mình rồi trí thức cái nhà giàu hay rồi ăn mày nghèo khó thất nghiệp thầy chùa như kỹ nữ ăn cướp lãnh tụ nguyên thủ bất cứ ai đi nữa, thì cuộc đời nó chỉ có là hơi thở thôi hết trời, nó ra mà nó quên vào là coi như đi luôn. Mà cái thấy này chỉ có hành giả họ mới thấm, lúc đó họ hoảng sợ, họ hoảng sợ họ thấy là khi một lúc mà nó mình thấy toàn bộ cái danh sắc này nó chỉ là sự chớp chớp nhán, chớp nhán chớp nhán trong nháy mắt, có đó là mất đó. Lúc họ hết cứ niệm, cứ theo dõi tiếp tục hơi thở, cứ theo dõi quan nhiên, cứ bình thường coi như gì xảy ra nó sợ kệ, nó cứ tiếp tục con đường xưa đi, giờ ai dám duy trì thì em vẫn cứ bước đi, cứ tiếp tục như vậy. Đấy, thì trong trường hợp đó đó nó sẽ qua được giai đoạn đó, nó sẽ qua cái giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn có vẻ chán nản, là đi nhìn cái gì nó cũng hờ hững làm nó không không còn tha thiết nữa. Thì cái giai đoạn này nó được người ta gọi là một cái tuệ nữa, cái tuệ trước rồi là tuệ tuệ kinh úy hay là tuệ sợ hãi, rồi tiếp theo cái tuệ thứ hai này gọi là cái tuệ nghe là nó sang, chứ có cái gì nó chỉ là cái giai đoạn tâm lý thôi. Tôi thử hỏi với những người họ nghe Đức Phật thuyết một câu họ bắt một cái bông như vậy, hỏi chứ mấy thượng tuệ nó nằm ở đâu hả? Nếu mình nói rằng các cái giai đoạn thượng tuệ này quan trọng lắm, muốn bắt là phải trải qua, nói thì nghe đã được, nhưng mà tôi xin hỏi một câu thì xin ba má đông đông trả lời tôi được không? Những người mà họ nghe họ đắc, nghe một câu họ đắc liền á, thì hỏi đức tuệ nằm đại, cho nên làm ơn nhớ dùm nói trên mặt kỹ thuật, nói trên mặt chuyên môn, thì các thường tuệ nó chỉ là những giai đoạn tâm lý và nó chỉ là những tâm đại thiện thôi, tức là những tâm dục giới đó. Cái ngon là cái này nè, đắc từ cái dụng bên thiền chỉ á, nó có cái sơ thiền nhị thiền đúng, cái đó là những cái có cái tâm thiệt á, nó có cái tâm sơ thiền thiệt, nó có cái tâm nhị thiền đúng, nó có nhìn nhận cái đó có. Và cái tâm sâu thì mình đến lúc mạng chung mà nó vẫn còn, nó đưa mình sanh về cõi phạm thiên sơ thiền tuổi thọ ít nhất là 1/3, cái đó mới ngon đó. Còn mà đắc sơ quả là sao, là chấm dứt được thân kiến hoài nghi với cấm thủ và tái sanh tối đa là 7 lần trong cõi dục đại, cái đó mới ngon đó. Nó phải có gì đó cụ thể, còn mấy ông thượng tọa này cũng chẳng là cái gì hết, ông chỉ là những giai đoạn tâm lý thôi đấy, chỉ vậy thôi. Vậy mà cứ cắm đầu đi tìm nó mà nghe thầy khen là có tệ này để cho nó mừng lực chết lên chết xuống, tôi nói trời ơi nó vô phước quá đại, vô mà cái là tác tâm đại thiện, cứ nhớ các đó chỉ là các tâm đại thiện, sáng có chiều mất, mai có mai mất nha, không có gì mà phải coi nặng nó rồi ôm nó. Mình nên nhớ cái đạo Phật mình nó kỳ cục lắm, tu phải nghĩ đến cái mình đã bỏ được cái gì chứ không phải là mình đã đắc được cái gì. Ngay cả bố thí cũng vậy, cái người bố thí để được cái gì đó đó, cái phước ít hơn là bố thí để bỏ cái gì đó, nó phước nhiều hơn. Đi hỏi có phải vậy không? Bố thí mà để mong được cái gì đó đó, nó không bằng mình bố thí để mình buông cái gì đó. Hai cái này nó khác nhau. Mà cái rất tiếc hẻm mình không được nghe học tới chỗ này là suốt cuộc đời mình cứ quẩn quẩn quanh quanh như con kiến mà quanh những chén, ok. Nó mệt kinh hoàng luôn, nói mà mình không có tin là người ta hiểu, nó giống như mình đi mình tán tỉnh một người con gái bị điếc vậy đó, ok.
Ok, rồi. Nó dài ghê lắm. À, bây giờ tôi ngưng này, tôi phải đi rồi nha. Ngày mai tôi dẫn tiếp. Tôi phải đi rồi. Xin chào quý vị. Làm ơn ghi những cái nốt là bây giờ tôi đang, hiện giờ tôi đang ở Thụy Sĩ nha. Bây giờ tôi mới ra, tôi đi liền, tôi đi về bên bên Đức. Tôi có cái hẹn rồi. Tôi mong rằng nha, là sáng mai mà tôi có cơ hội. Tôi mong, rất là mong. Tôi vừa đó tôi cũng không chắc lắm mà tôi có cái internet, cho nên là tôi mong là ngày mai đó là tôi sẽ mà cũng uổng chứ, tự nhiên bỏ nửa tuần thì uổng quá. Nói gì mình nói tắt được không ta, mình nói tắt thì mất công quá, mà nói ngắn ngắn thì được bây giờ mấy giờ rồi, chắc tôi làm luôn cho rồi đi ha, tôi làm luôn cho rồi đi, làm luôn cho rồi đi chứ. Cho tôi xin lại, cho tôi xin lại đi, cho tôi xin lại cái bản kinh đi nha, cho tôi xin lại cái bản tiếng Việt đi các bạn. Bây giờ mình cứ lấy nguyên bài, lấy từ cái đoạn mà cái bài kệ thứ hai, tức là cái phần ngày giảng, cái bài kệ thứ nhất mà bả nghe chưa chưa đủ, cái bà hỏi thêm đó, bà hỏi thêm đó, cho tôi xin từ cái đoạn đó đi, bà hỏi thêm đó, bà hỏi thêm ngày, bà hỏi thêm ngày, nó xin ngày nói thêm nữa, cái ngày ngày nó nói thêm một câu nữa đó, ngày nói thêm một câu nữa đó, nhớ không? Nói thêm một câu nữa, nói thêm một câu nữa. À, cái chỗ mà bằng nè, đây, cảm ơn, phải vậy mới được đấy, cái này mới cao siêu rồi. Cái chỗ này là không nói không được, tôi sợ ngày mai cái nó mất, cái nó mất gì cái mạch đó, cái ý nó cũng cái mạch nha, cái mạch ý. À, nó mất thì cái mạch cái mình không nói được nữa đấy. Thì bây giờ tôi nhắc đức quý vị phải ngồi ôn lại cơ, tại sao mà Đức Phật ngày giảng cái câu kệ này, ngài dùng cái câu kệ này để ngài trả lời cho cái thắc mắc của cái cô tiên nữ. Rồi ngài nói xong thì cổ lại tiếp tục, cổ xin ngài nói tiếp, vì cổ nói cổ chưa có thông thì ngài mới tiếp tục ngài giảng thêm cái đoạn này nữa. Đây, bằng thắng hay thua ta nghĩ vậy đấu tranh khởi, cả ba không dao động, bằng thắng không lên, nếu như ông có biết hãy nói lên giải soát. Ok, đó thì lúc bây giờ Đức Phật trả lời, nếu mà mình hồn nhiên đơn giản không biết gì hết mà mình cứ nhìn cái này, mình thấy làm giống như là từ cái câu hỏi, từ cái câu trả lời của ngài Sư Thí đến cái câu thứ hai là nó không ai ăn nhập, rồi từ cái câu thứ hai đó mà qua tới người ta không có hiểu thì nó xin được nói thêm, lần ngày lại tiếp tục người nói tới cái câu thứ ba này, mình nghe mình thấy một vật, nhưng mà thật ra cái câu thứ ba này rất là hay, hay vô cùng, hay hay không thể tưởng tượng luôn. Có nghĩa là sao? Tôi nhắc lại một câu chuyện mà tôi đã nói hôm trước rồi, bữa nay mấy bà con còn nhớ không, là một vị cư sĩ đến thăm một vị thiền sư. Trong trong đây có ai còn nhớ, tôi còn nhớ câu chuyện này không? Một cư sĩ đến thăm vị thiền sư và đề nghị vị thiền sư đó hãy giảng giải cho mình cái tinh thần mà thiền học vắn tắt. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Ok, đã đúng rồi. Thì cái vị cư sĩ này xin vị thiền sư hãy dạy cho con Phật pháp vắn tắt, cái tinh thần thường vắn tắt. Thì vị thiền sư này nè mới cầm một cái cây que, mới kéo một cái đường trên đất, rồi hỏi cái đường gạch này là dài hay ngắn. Thì ông cư sĩ cũng nhìn, cũng suy nghĩ, mới trời đất ơi, chết con rồi, ngài ơi, ngài làm có một đường một, làm sao mà nó có ngắn có dài, bây giờ con phải đem so nó với một cái đường thứ hai, hoặc là con so nó với cái gì đó, như chẳng hạn như con so với cây que trên tay của ngài, hoặc là cái ngón tay của ngài, bàn tay của ngài, bàn chân của ngài, thì con mới biết rằng là con mới có thể nói rằng cái đường vạch này nó dài hay ngắn, chứ còn có một mình nó thì làm sao mà có dài hay ngắn. Các bạn nghe kịp không? Các bạn còn nghe không? Dạ rồi, ở đây cũng vậy. Cái khi mà vị thiền sư chỉ kéo một đường như vậy, ông nói vị thiền sư là ông muốn nghe cái tinh thần của thiền nói riêng, Phật pháp nói chung, thì vị thiền sư chỉ kéo một đường như vậy, hỏi ông dài hay ngắn. Thì sau khi mà ông trả lời vị thiền sư xong thì lập tức ông lĩnh ngộ, à thì ra thấy chỉ biết là thấy thôi, không so sánh gì hết thì sẽ không có tha và ưu. Tại vì sao? Vì thế giới này tôi đã nhắc rồi, là thế giới của tưởng tri. Mình thích cái gì đó, mình ghét cái gì đó là vì mình có cái so sánh, mà nó là cái gì, ví dụ mình bỏ vô miệng mình được miếng gì đó, mình biết đây là sầu riêng. Mà tại sao mình biết đó là sầu riêng? Đó là tưởng tri, là cái biết dựa trên kinh nghiệm. Các bạn nghe kịp không? Cái biết dựa trên kinh nghiệm.
rồi mình ăn miếng sầu riêng này, hoặc là mình cắn một trái me, mình nhớ là có một cái buổi trưa hè mình với một người con gái tóc dài đã ngồi trên chiếc đạp đưa ra nha, đưa nhau ra ngoài ngoài dưới đá công viên ra ngoài ngoại ô, có một cái bờ sông lộng gió, rồi nghe tụi nó đã trao cho nhau những lời thề hẹn, rồi tôi rồi gối gắm miếng trái me trong một cái miếng lá chuối, chàng cắn một miếng, nàng cắn một miếng, vân vân, mình ngồi mình nghĩ tùm lum hết, cho nên chỉ là cái mắt me không, mình nghĩ là đủ cái chuyện hết đây. Cái vấn đề là cho đó cho mình thấy mắt me nó ngon hơn, hoặc là cũng mắt me đó mà mỗi lần mình ăn mình thấy nó ngậm ngùi, là tại sao mình nhớ được một cái chuyện xưa. Nhưng đó cuộc hành giả tới điểm xứ thì không, sao nó đi xa như vậy này. Đó là cái gì thì biết ngay chốc, cái đó không đi xa nữa, cái đó gọi là cái biết của thức, cái biết của tưởng và cái biết của trí là chỗ đó. Thì nói theo ví dụ pháp, cái biết của tưởng là cái biết y cứ trên cái kinh nghiệm, cái kiến thức cũ đã qua. Cái biết của thức là cái biết đơn thuần của các giác quan, thấy cảnh sắc chỉ là thị đó thôi chứ không đánh giá gì hết. Còn cái biết của trí là cái biết bằng ba, bằng một trong ba cái trí mà mình vừa học hồi nãy đó, biết nó là cái gì, biết nó là cái gì, biết nó là thiện hay bất thiện, nên hay không nên. Đó, thì cái trí đó, cái biết đó được gọi là cái biết của trí. Mà thông thường những người không biết đạo mà chỉ biết mọi sự bằng hai cái trí này thôi, biết bằng cái thức tư, nghĩa là dùng mắt, dùng tai để chụp hình mọi vật. Nhắc lại, một người không biết đạo họ chỉ biết bằng phần lớn á, phần lớn á, họ biết được bằng hai cái trí thôi. Một là dùng mắt, tai, mũi, lưỡi để chụp hình cái này cái kia. Rồi cái thứ hai đó là họ đánh giá, họ nhận định, họ nhận xét, họ nhận thức, họ nhận diện cái đối tượng đó thông qua cái tưởng, thông qua cái kinh nghiệm cũ. Mà cái kinh nghiệm cũ mình phần lớn là toàn là cái thứ mà giải được không à, những cái thứ mà nó làm cho mình tham hoặc là sân thôi. Ok, cho nên á, mình luân hồi là vì mình có cái so sánh đấy. Cho nên ở đây Đức Phật này nói rằng á, khi mình ngày giảng về 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 ngày kêu gọi hãy từ bỏ cái nhìn qua thông qua cái lăng, tám cái lăng kính chủ quan, và hãy nhìn bằng ba cái lăng kính khách quan. Thì nói xong mà bà vẫn bơ bơ cái mặt á, thì ngài mới nói tiếp. Thì nó ok được rồi, bây giờ con đừng có tiếp tục so sánh nữa, nó như thế nào con thấy nó như thế ấy. Có bị cái kẹt không? Ở trong cái câu kể vừa rồi nó có ý vậy đó. Thôi được rồi, con đừng so sánh nữa đấy, nó như thế nào thì con thấy nó như vậy thôi nha, con đừng so sánh nữa. Còn có so sánh đối chiếu thì con còn có vấn đề đó. Hiểu được ngôn ngữ của mình bây giờ, mình diễn dịch theo kiểu mình bây giờ đó. Còn đằng này mình cứ cắn đầu mình ôm cái đẳng quyết vị của ngậm châu thì chỉ nó cắn lưỡi thôi, kẹt kẹt chưa. Mình có hiểu ý như vậy. Thôi con đừng có so sánh nữa con. Nó làm sao con? Ok, giờ tốt rồi. Thì sau khi mà đã nghe như vậy xong thì sao? Ở đây có cái chuyện mà mình phải biết. Trong cái bản dịch của Ngài Minh Châu, Ngài Sạch Đi Ông là bởi vì rõ ràng ở đây không có đối chiếu với chú giải, cho nên cứ tưởng đây là nam. Còn một chuyện nữa là hãy nói lên dạ xoa. Cái chữ này á, tại sao mà ngày kêu cái cô này bằng giả xoa? Cái chữ giả xoa nó không có cái nghĩa là cái hiểu là quỷ ăn thịt, chẳng phải. Mà trong chú giải có nói rõ chỗ này, giả xoa ở đây nhất là con đông ti ca đó, tôi nói rõ này, ấp ấp tất cả tha. Cái mà mấy cái người mà up room họ đưa lên á, thì cái đưa lên cái trang mà Theravada Blogspot này, thì cái đó chỉ là ấp tất cả tha thôi. Muốn biết, muốn có những cái bị coi mà tôi thấy bị khó, tôi coi lên bên cái phần ti ca. Còn thấy đấy, thì cái áp tác cà tha là chú giải cái gì? Chú giải chánh tạng, chú giải cho chú giải đấy. Thì trong cái ti ca tôi giải thích thêm, đây là một cách gọi thôi nha, cái cách gọi thôi, cái cách gọi chung ấy, gọi chung cho những cái người, cho những cái hàng phi nhân nha, mà có phước. Tôi là trong cái ngôn ngữ Pali, giống như trong với các bà la môn, với các du sĩ, nhất là với các du các tà la môn á, thì thỉnh thoảng ngày không có kêu tên, mà ngày kêu là ác ghi. Cái này là cái tên chứ không phải, đây là một cái giống như mình bây giờ mà ác ghi sao nói là cái người thợ lửa đó, vậy gọi là cái người mà mình nói là nghĩa đen, nghĩa bóng, là cái người sống có nhiệt huyết. Mà nói lên mặt xã hội thì đây là một cách xưng hô rất là phổ biến trong xã hội Ấn Độ đương thời, để tỏ cái lòng trân trọng với người trước mặt. Đức Phật thường không, ngày không có tôn kính, ngày không có quỳ lại hết, nhưng mà có những trường hợp ngày gọi bằng những cái chữ người ta kêu là kính ngữ đó. Cái gì kính ngữ đó với ngài là lịch sự, là vì cái lòng từ với người kia, chứ không phải là kính, nghĩa là ngày kính trọng an phải. Nhưng mà kính ngữ như tiếng Việt Nam mình, kính ngữ là cái chữ tôn
formal thôi. Thì có trường hợp ngài gọi người ta bằng, có những người bị kheo đuổi ngài đó, cái lúc ngài kêu bằng Brahman á. À, ví dụ như ngày ngày nói chuyện với ngày 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 một kiền liên là một nè, ngày Angulimala là hai nè. À, thì mình thấy rõ ràng á, là rõ ràng đó thì ngày kia bằng Brahmana. Thí dụ như ngày Angulimala đi bát về mà bị người ta luyện đá bể đầu chảy máu bể đá, thì nó tưởng nó này bà la môn phải không, cảm nhận này bà la môn phải cảm nhận so với những gì ngươi đã làm á hãy còn quá nhẹ, hãy cảm nhận này bà la môn đó. Hoặc là khi mà ngài nói chuyện với ngài, có một lần ngài nói chuyện với ngài ngài một kỳ liên lúc mới tu á, ngài buồn ngủ quá đi, thì nếu mà ngài 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 xuất hiện ngài mới nói rằng này bà la môn ngươi hãy làm vậy vậy nè, hãy lấy hai tay tự mình xoa bóp rồi lấy nước lạnh rửa mặt rồi hãy rửa mặt xong rồi mới lấy nháy nháy mắt nhìn lên sao trời á, nháy mắt nhìn lên sao trời hãy tưởng đến ánh sáng của trong họ mới hưởng Brahmanet, cho nên mình biết được cái luật đó, đó thì cũng đỡ thắc mắc. Còn mà đối với những người đời, với những du sĩ bà la môn thì người kêu là Akhilasana, là cái người sống với nhiệt huyết, Akhil là lửa đó, còn không đó là cái người thờ lửa, cái khác là cái nghĩa là cái người mà được người ta thờ cúng thì gọi là giác khác, chỉ vậy thôi. Chứ không nghĩ gì giống hết, giác khác là cái chuyện được người ta thờ cúng nhiều và nhiều lắm. Và có lúc đó, có lúc đó thì các cái vị phạm thiên đó là thương ngài là sơ chứ vậy thôi. Rồi cái mình bắt đầu mình đi mình lục lạo ở trong tụ điển mình coi Marissa là gì, bắt đầu mình mới đi mình trẻ chữ ra Marissa là người thoát khổ tụi mình theo nghĩa có đây là một chúng ngữ thôi, nghĩa là sơ là tôn trọng thương ngài vậy thôi. Chứ vậy thôi, vậy hết. Đó thì cái vị tiên nữ này sau khi mà nghe Đức Phật ngày giảng như vậy xong, đây sau khi mà nghe giảng như vậy an trú ở trong cái gì, vị đó lập tức chứng được tu đầu quần. À, sau khi mà chứng được tu đầu quần xong thì vị đó hoan hỷ với Bạch Thế Tôn không làm á, các cái điều ác dầu là thân khẩu hỷ nè, rồi từ bỏ nè các dục. Ngài nói cho chú giải nó rõ ràng lắm, chú giải nó rõ ràng lắm. Đấy. Khổ quá khổ cái chỗ này bà nói về cái bát chánh đạo rất là hay, nhưng mà tại nãy thì tôi cứ tưởng là vô không được nên tôi ra hết, tôi không có giữ lại bất cứ một cái trang nào hết. Bây giờ tôi phải trở vô nó khổ thân già tôi quá. Bà bằng nét cái gì ra cho sao mà sao cà gì đó là kinh cho nó sắp ta lô kê. Hai cái câu đầu tiên á đó, tỉnh hạnh này là hay, cái cô này có hay nè. Thì ở đây đó bà mới nói rằng đó là cái câu kệ của bà đó là khắp thế giới chớ làm, cái câu này tôi không có chịu câu dịch khắp thế giới, mà cái chữ kinh giới đá có nghĩa là gì nè, là bất cứ một cái điều ác nào ở trong đời này nè thì cũng là mình cũng không làm, mà kinh giới đá ở đây đó có nghĩa là cái sự chấp trước. Chỉ kinh chánh đát ở đây là chấp trước, mà ngày này bỏ mất cái chữ đó, kinh chánh đát là chấp trước nha. Tức là không có làm điều ác mà cũng không có ôm ấp cái cuộc đời này, khai ra đầu tiên có nghĩa như vậy, không làm bất cứ điều ác gì và cũng không có ôm ấp bất cứ cái gì trong cuộc đời này. Thì ở đây đó, không làm các điều ác bằng thân ấy, nó có nghĩa là chánh
nó là cái chánh nghiệp. Cái câu đó, không làm các điều ác bằng thân á, thì nó chỉ cho cái chánh nghiệp phải không? Chánh nghiệp đó là cái chánh nghiệp. Rồi ở đây trong cái bản văn của bà đó, mình thấy đó, nó có cái điều đó là mình đếm đủ ở trong đây nè. Bây giờ tôi đọc cho các vị nghe nè, tôi đọc cho các vị nghe nè. Ở đây không làm các điều ác mà bằng nha, không làm các điều ác bằng lời, đó là chánh ngữ. Mà không này, không làm ác qua thân là chánh nghiệp, qua khẩu là chánh ngữ. Đấy, chỉ tỉnh giác ở đây đó, tỉnh giác. Nếu cả Minh Châu thì tự chỉ gì tôi quên mất rồi mới. À, chỉ tỉnh giác, chỉ tỉnh giác ở đây đó, tỉnh giác mở một đơn. Tỉnh giác ở đây là Sampachano, Sampachano là chỉ cho, chỉ cho cái gì? Chỉ cho chánh kiến và chánh tư duy đó. Cái chữ chánh tại sao vậy? Là bởi vì người học học tiếng Đồng Xứ có biết đó, là cái chữ tỉnh giác ở trong mình phải nhớ nè. Cái người học tiếng Đồng Xứ biết đó, là cái câu mà nó phần này ở đây bị hơi chánh niệm diệt trừ tham mưu ở đời đó, thì cái chánh niệm tỉnh giác, thì tỉnh giác này ám chỉ là trí tuệ, nhớ không? Ở trong kinh tiếng Đồng Xứ đó, trong kinh tiếng Đồng Xứ đó, thì cái tỉnh giác nó ám chỉ là trí tuệ. Đó là chuyện thứ nhất phải biết. Chuyện thứ hai là khổ thiệt, trong đáp gì chậm quá đi. Tứ niệm xứ, trong kinh tứ niệm xứ à, tỉnh giác là trí tuệ à, nếu chia bát thánh đạo tham học thì chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về tuệ nha. Chánh kiến, chánh tư duy ấy, thì nó thuộc tuệ học. Rồi niệm cần định ấy, niệm cần định ấy, thì nó thuộc về định học. Đó. Rồi ba cái còn lại đó, ngữ nghiệp mạng á, thì nó thuộc về giới học. Ok, đó phải mình, cái đó mình phải biết để mình đọc cái này mình mới hiểu nha. À, đọc cái này mình mới hiểu, có nghĩa là không có làm ác mà qua thân khẩu ý á, là nó chỉ cho cái gì? Nó chỉ cho niệm nè, chỉ cho giới nè, cho chánh mạng nè, cho chánh nghiệp à, nó chỉ cho chánh nghiệp, chánh mạng. Còn cái mà không làm cái gì, không làm ác mà qua thay qua thân á, là nghiệp mạng. Mà không làm ác qua khẩu, nó thuộc về chánh ngữ. Còn cái chánh niệm ở đây là bao gồm cho niệm cần định, còn cái tỉnh giác ở đây á, thì nó bao gồm cho niệm, chánh niệm ở cái niệm, chánh tư duy và chánh kiến à. Và tiếp theo nó cái câu kệ này là câu kệ tóm tắt các bạn kinh điển Pháp Luân. Kỳ kệ câu kệ này
của cô tiên nữ hả? Tóm tắt bài kinh Pháp Luân, tức là đề nghị tu tập Bát Chánh Đạo, lìa xa hai con đường khổ hạnh lợi dưỡng. Bởi vì ở đây trong đây nó có một câu thế này, nó trong cái câu, trong cái câu kệ bạn nó có hai cái câu, đó là tức là tôi chưa có dần dần dán qua cái câu kệ mà cái thứ ba mà bà đề nghị phải không? Ồ, tôi chưa dán qua cái đó, tôi chưa dán qua cái đó, tôi chưa dán qua cái đó. Tôi chưa giảng rồi đó, đó. Làm ơn cho tôi xin lại cái chú giải của cái chỗ đó đi. Làm ơn cho tôi xin cái chú giải của cái đoạn đó được không? Chú giải của cái câu kệ vừa rồi đó, cái câu kệ, cái câu mà hãy từ bỏ tính toán đó, ai post vừa làm dùm luôn chỗ đó lên dùm đi. Ai post vừa lên dùm nó nhanh nhanh nhanh, tôi chỉ còn có mấy phút nữa. No, cái này là cái mà cô tính hạnh của mới post lên đó, là cái đó của cái câu kệ cuối cùng của cô tiên nữ. Còn cho đi xin cái chú giải của cái đoạn mà của câu kệ thứ hai Đức Phật này nói đó, chú giải của cái câu mà hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo hư tưởng đó. Hôm nay giờ tôi đi vô máy thì nhìn tôi sợ nó rớt mic thôi, giống gì hết đó. No, vẫn chưa luôn. Thì cái câu kệ này của cô tiên nữ đó, nó được tóm tắt như thế này nè, đó là bà chứng tu được quần xong thì bà nói thế này: con bây giờ con hiểu cái lời giải của con nãy giờ nó hư vọng như thế này. Con nghe kỹ nha, con nãy giờ con hiểu như thế này: không làm các điều ác qua thân khẩu ý đó, không làm các điều ác qua thân khẩu ý. Yeah. Không có chấp trước bất cứ cái gì ở đời nha. Lìa dục sống chánh niệm tỉnh giác, thì lìa dục ở đây tức là từ bỏ các dục đó, và chánh niệm ở đây tức là gồm có cần định niệm, và tỉnh giác ở đây là gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Dukkha na si vi thác anatta sahitam, có nghĩa là cái kamme bahaya, cái dục đây là dục trong lợi dưỡng nha. Lìa dục, cái dục ở đây đó nghĩa là dục ở đây nó là ám chỉ trong lợi dưỡng, dục ở đây ám chỉ đời sống lợi dưỡng, và không sống khổ ở đây là không khổ hạnh đó. Có nghĩa là sống nguyên cái bài kệ này có nghĩa là sống trong Bát Chánh Đạo nha, và lìa bỏ hai đường cực đoan, hai cái đạo lộ cực đoan. Thì đây chính là cái nội dung của cái bài kệ của cô tiên nữ, chỉ vậy thôi. Không có đang suy nghĩ mà đang coi bài, đang coi trong chú giải nói cái gì. Bây giờ nó là cho tôi xin lại cái tiếng Việt Nam đi, nghe đi, để cho bà con cùng coi nha, cho coi cái tiếng Việt Nam cho bà con cùng coi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, để em này đúng rồi. Hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo hư tưởng. Có Bali không? Cái gì bỏ 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 rồi có Bali đó không? Có bỏ cái đừng có Bali luôn. Cái chữ tính toán ở đây là sao? Tính toán này nó là cái sự so sánh,
nhà tính toán Baptist Kha, cái sự so sánh hay là cái sự suy đánh giá theo nghĩ tục đế, nó gọi là partition khác. Chữ so sánh ở đây nó có nghĩa, chữ tính toán này có nghĩa là vậy đó, chữ tính toán này có nghĩa là vậy đó, thì tính toán này nó có nghĩa là vậy đó. Còn cái hư tưởng ở đây nó là chạy chạy theo cái tánh, đừng có chạy theo nó, đừng có so sánh mà cũng cũng đừng có chạy theo cái biết và thuần túy kinh nghiệm, thuần túy cảm giác chủ quan này. Và từ chỗ đó nó có cái danh sách ở đời vì nó không có tiếp tục mà ôm ấp mà đam mê nữa. Cái truyền phược ở đây, cái đây cái chỉ chất truyền phược ở đây nó gồm có bốn cái phược. Truyền phược ở đây nó là chỉ gầm thác, lìa bỏ bốn cái này nè, lìa bỏ dục, lìa bỏ tà kiến, lìa bỏ nghĩa nhận cái ngã chấp. Thì lìa bỏ mấy cái đó nó được gọi là chinh mối ganh thác. Chinh mối ganh thác, không lo âu không ái ở đây, tức là không có tham mà không có ưu. Không có tham ở đây, còn nhớ trong kinh Tứ Niệm Xứ không, ở đây bị đi theo chánh niệm tỉnh giác sống quán thân tinh thân diệt trừ tham ưu ở đời. Có nghĩa là khi mình sống, bây giờ tôi tóm tắt cái bản dịch cho nhân, khi sống với nhận thức đúng đắn qua chân đế, từ bỏ cách nhìn phiến diện nông nổi theo cách tục đế chế định, thì không buộc nữa. Không biết tôi đã những người bị thấy không, thì không còn như ràng buộc nữa, không tiếp tục sống trong sự thương thích ghét sợ nữa. Và với một người như vậy thì một khi viên tịch, không ai có thể tìm thấy dấu vết dầu ở bất cứ đâu trong thế giới này. Đấy, tôi đánh mà tôi đánh không có dấu gì hết, đại khái như vậy. Không tiếp tục sống trong sự thương thích ghét sợ nữa, và với một người như vậy thì một khi viên tịch, không thể tìm thấy, nhưng mà có thể mà không thể tìm thấy, không ai có thể tìm thấy dấu vết dù ở bất cứ đâu trong thế giới này, thêm chữ ai nữa, các bạn. Chỗ này cho tôi xin nói rõ là Đức Phật nói trên đời này có ba cái hạng người ở trong tăng diệu kinh. Cái hạng thứ nhất là cái hạng dễ ước lượng, hạng thứ hai là khó ước lượng, hạng thứ ba là không thể ước lượng. Là sao? Cả thứ nhất là hạng dễ ước lượng, có nghĩa là mình thấy cái người đó là người đó là người làm ác á, là cái người dễ ước lượng. Mình nhìn thấy mình biết chắc chắn là cái người này là đời sau sinh ra, là nếu mà nhẹ đó thì nếu mà nặng đó là bị tọa, mà nếu mà nhẹ đó thì cũng là làm cái người mà khổ rồi sống. Tại khác mình hình dung ra đây người này sẽ rất là khổ, hình dung như là ra. Nhưng mà với một cái người thứ hai là cái người làm thiện thì khác á, nó hơi khó hơn một chút. Mình người mà cái người mình thấy cái người nó không sống thiện á, thì mình rất khó hình dung được tương lai của người đó. Bởi vì nếu cái phước họ trổ đó, đơn giản đó, thì họ sẽ là người sống rất là hạnh phúc, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Nhưng mà cũng rất có thể với cái phước của họ đó, họ có thể làm những vị chuyển lưng vương hay là đế thích, thay đổi càng khôn. Và chính họ là cái người mà sẽ điều hành cả cái thế giới, cả cái vũ trụ này. Với một người có phước nhiều trí nhiều, thì cái ảnh hưởng của họ đối với cái thế giới, đối với vũ trụ này rất là lớn. Trong khi đó, đối với một cái người mà chỉ biết làm ác thôi, thì mình chỉ đầu tiên mình phải biết là cái ảnh hưởng người này đối với thế giới không có gì hết, và bản thân người đó sẽ rất là khổ. Mình chỉ biết hai điều đó thôi,
thấy họ sống bất thiện quá đó, mình chỉ nghĩ hai điều: một là âm sau này cái ảnh hưởng anh đến thế giới không có gì hết, là mình có cái gì một người mà nhờ sát sanh mà cả thế giới biết tới là nó không có biết, mình biết kiểu nể phục đó, không có. Chỉ có cái người có cái phước báo thì mới được cả thế giới biết tới một cách nể phục, và chỉ có cái người có phước báo thì mới có thể điều hành cái thế giới này. Thế giới này là thế giới thuộc về những người trí, thuộc về những người có phước, phải nhớ đó. Cho nên nó mình nhìn một cái người hôm nay mọi làm phước, mình không biết tương lai sẽ đi về đâu. Thí dụ như tôi nhìn thấy một cái người Phật tử mà cái tấm tình của họ mà nó hơi khó khăn á, tôi ngại lắm, tôi nói trời ơi, cái tấm bà này mà bả làm phước như thế này, kiếp sau mà bả xâm ra bả làm hoàng hậu hay là bả làm một bà thủ tướng, rồi bả làm nữ hoàng, cái phước này nhiều mà nó có biết, thọ bát quan, nó nghe pháp, ở cúng dường bố thí cho tăng, rồi kiếp sau xâm ra bả làm hoàng hậu đâu có khó. Mà hoàng hậu mà cái tấm này chắc chết quá, thật sự tôi từng sợ như vậy, tôi từng sợ như vậy. À, cảm ơn các bạn nghe kịp không? Cho nên tôi nhìn tôi thấy mấy cái người mà trời ơi mà họ làm phước thay vì tự hỷ, tôi lại sợ tôi, chẳng thà mà làm ác tôi nó tới nơi thằng mà lại xuống dưới kia nằm luôn cho con nhờ, chứ còn cái tấm mà cà chớn như vậy mà lại đi làm phước nó trở lên là khổ lắm, nó thành ra là Hitler, nó thành ra Pol Pot, còn không nó thành ra mấy cái bà nhà giàu mà chậm á là chết luôn á. À, chậm là chết, có phước mà chưa kịp có đức á, phước nó đi không kịp biết có đức này, tôi sợ lắm. Nhưng mà dù sao mình phải nhận rằng là đối với người mà làm lòng nhiều, làm phước nhiều là bắt đầu họ khó ước lượng rồi, tại mình không có lường được sau này họ sẽ làm cái gì trong cái vũ trụ này. À, còn cái hạng thứ ba là thánh nhân, là cái người không thể ước lượng. Đấy, là cái câu bài kinh đó, cái bài kệ mà tôi vừa trích dẫn nãy giờ là để minh họa cho cái bài kệ mà mình đang học. Thì nói với một cái người mà từ bỏ cái góc nhìn thế gian, sống lìa bỏ cái hư tưởng, tức là sống bằng cái tưởng tri á. Ừ. Rồi nhờ bỏ hai cái đó, người này không có tiếp tục tham đắm trong cuộc đời này nữa, không còn thương thích ghét sợ khổ ưu nữa, tham ưu nữa, thì với một người như vậy đó thì ngay khi còn sống là đã khó dò tìm cái tông tích của họ, nói gì là sau khi viên tịch. Khó dò tìm là sao? Là nếu mình có thần thông mà mình nhìn cái tâm của một vị thánh đó, mình mệt mỏi lắm. Tại sao cái cha này không bao giờ biết được mình, mà ai có làm gì thì cha này cũng không bao giờ biết thích. À, là mình thấy rối rồi. Một con người mà coi như không có mình để ý, mình dùng hòa mà không thấy. Cho nên Ma Vương khi mà Phật thành Phật được 7 năm rồi thì Ma Vương xuống, Ma Vương nói thiệt, Ma Vương nói bạch Thế Tôn: con theo dõi Thế Tôn từ lúc Thế Tôn rời khỏi hoàng cung, Thế Tôn tu khổ hạnh rồi Thế Tôn thành Phật, trong suốt 7 năm trời con có cảm giác ấy, giống như con quạ mà con nhìn cái hòn đá mà con tưởng là cái cục mỡ, con tưởng là có thể nhìn theo dõi Thế Tôn, mà con hoàn toàn con thất bại, con không biết Thế Tôn là cái người như thế nào. Lẽ ra cái lúc mà đáng bực mình thì cũng không thấy Thế Tôn bực mình, và lẽ ra cái lúc mà mình con tưởng là Thế Tôn sẽ rất là vui, sẽ rất là thích thú, nhưng Thế Tôn vẫn trơ không thấy vui, không có thấy thích thú vì cái chuyện đó. Mà Thế Tôn vui, Thế Tôn an lạc với cái đề tài, với cái kiểu sống của Thế Tôn, mà cái kiểu con hiểu không nổi, mà ông hiểu sao nổi, ông là dục thiên mà, ông là cõi trời dục giới mà ông là trời ở Đức Hải, là sao hiểu được Đức Phật. Ngay cả ngày Xá Lợi Phất kia mà chỉ hiểu được cái một phần nhỏ nhỏ Đức Phật thôi, thì làm gì Ma Vương hiểu được Đức Phật. Cho nên ông nói mà Thế Tôn suốt 7 năm trời con theo dõi Thế Tôn, con không hiểu vì sao Thế Tôn lại như vậy. Cái mà người ta đáng bực mình, Thế Tôn không bực mình. Cái mà người ta đáng thích thế, người ta coi là cái đáng thích thú, thì Thế Tôn không thích thú. Thì ngay cái lúc Thế Tôn còn sống thì đã là không thể ước lượng, thì nói gì mai này Thế Tôn viên tịch thì cái chỗ đi về của Như Lai thì càng mịt mù, việc vô sở lai mà tầm vô sở khứ, không có dấu vết đến và đi. Đấy, thì đó mới chính là cái dấu vết, cái khó ước lượng của một bậc thánh. Thì bài kinh mình đại khái như vậy đó, mong là chia sẻ với quý vị được ít nhiều. Và tôi cũng mong một chuyện nữa, đó là trong vòng một tháng thôi, thông qua những bài kinh này thì tôi sẽ tìm dịp để mà tôi chèn, tôi nhét vào những cái giáo lý mà tôi cho là căn bản và cần thiết, thì từ từ nó sẽ được. Tôi ví dụ quý vị nhớ nửa công thức này nè: do vô minh động nhân nhất vậy đó, do vô minh trong khổ đế nên không biết mọi hiện hữu là khổ, do vô minh trong tập đế nên không biết lục ái là gốc của cổ, do vô minh không biết có một cú cánh nằm ngoài cổ tập, do vô minh không biết tác cánh đạo là về con đường dẫn đến diệt đế, rồi do bốn cái vô minh này nó dẫn đến ba hành,
có nghĩa là có những chúng sanh trốn khổ bằng cách làm ác, có những chúng sanh trốn khổ bằng cách là làm thiện dục thiện sắc, có những chúng sanh trốn khổ bằng cách làm thiện vô sắc, cứ học như kêu vẹt vậy đó. Nhưng mà tôi hứa các vị, đó chính là bản chủ chương. Không có bản chủ chương này thì chỉ có đứa chết đi, sống không có nổi đâu nghe. Và trong vòng một tháng quý vị nhìn lại cái con người quý vị nó không có còn mà như trước đây nữa. Và nếu một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng, mười tháng thì coi như là khai hoa nở nhị. Ok, ngày mai gặp tiếp, bye bye.